Tâm sự quý phu nhân, tan nát lại đoàn viên. Tôi tên là Mã Kim Lộ, vợ của Lữ Sơn Kiệt. Tôi đã quy y Phật giáo, cũng là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp. Mọi người gọi tôi là Mã cư sĩ. Tôi vui lắm. Con trai của tôi 14 tuổi, tuy nó chưa có quy y Phật, nhưng cũng thay đổi rất là tốt. Còn dì tôi chép kinh Địa Tạng nữa đó. Gia đình tôi hiện tại tuy chẳng có giàu có, nhưng chẳng vất vả lo ăn lo mặc. Điều khiến mà tôi mừng nhất là từ lúc Lữ Sơn Kiệt bước vào đường học Phật, anh đột nhiên biến thành một người khác, thay đổi hẳn luôn à nha. Mới đầu nghe anh nói sẽ theo đạo Phật tập tu, ngay cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng chắc anh đã bị bệnh chi đó. Tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có nghi như vậy. Ngày nọ, thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách. Từ đó, hàng ngày thắp hương lễ bái tụng kinh. Tôi làm gan hỏi. Nè, người như anh mà cũng biết thắp hương lạy Phật hả? Liệu Phật có chứng, có chúc phúc cho không vậy? Anh ôn tồn đáp. Ý như con trai mình có tính bướng lì, hay gây chuyện, không chăm học, nói danh là học sinh dở, học sinh tồi, thì vị thầy dạy nó không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn trở thành học sinh tốt hay sao. Lữ Sơn Kiệt tôi, từ đây trở về sau, muốn làm một người thiệt là tốt, thì sao không thể học theo Phật được. Mà nè, hồi xưa tôi thường gây gổ chửi bà, có lúc còn đánh bà, đều là tôi có lỗi, tôi sai hết. Từ nay, tôi thề bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc, dứt tuyệt ăn mặn. Tôi nguyện là một người xứng đáng làm đệ tử ngoan của Phật. Nếu mà bà còn giận á, thì cứ đánh tôi cho hả giận đi, cho nhẹ lòng đi, hen. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, hôm nay mặt trời mọc ướng tay rồi sao? Lữ Sơn Kiệt đã nói lời của con người rồi nè. Những lời anh nói khiến tôi mở to mắt, khiến tôi nhìn sững. Anh càng nói, tôi càng tuôn lệ đầm đìa. Chẳng biết duyên số du rủi như thế nào mà hồi tuổi trẻ xinh đẹp tôi lại chọn anh. Thuở đó, tính anh ngang tàn, ưa đập lộn, ưa gây chuyện, nên nổi danh khắp hương thôn. Hồi đó, tôi còn ngưỡng mộ cho anh là có khí phách hảo hớn nữa chứ. Tôi nghĩ, nếu lấy anh rồi, thì tương lai sẽ không ai dám bắt nạt tôi. Mà đúng thiệt, quả thật là chẳng ai dám ăn hiếp. Không riêng gì bạn bè thân quyến, mà kể cả chòm xóm láng giềng cũng đều lánh xa tôi. Sau này mới biết, anh là trùm du đảng. Như vậy, tôi nghiễm nhiên thành quý phu nhân của ông trùm. Vậy thì, đố ai dám động tới? Hàng ngày sau khi tan sở, chồng tôi thường không về nhà. Anh cứ la cà ở ngoài tụ họp cùng đám bạn bè đồng chí nhậu nhẹt. Hễ uống nhiều thì gây lộn, quậy tưng lên. Không chỉ thế, ở nhà ăn cơm, anh cũng nhậu. Chưa xong tiệc rượu thì đã say khướt, nổi điên, đập đông đánh tay, quánh con loạn xỉ à. Có lần vì chút chuyện giặt, anh mắng tôi. Tôi đâu có nhịn được, tôi liền trả treo lại mấy câu. Thế là anh giang tay đánh. Bộp vào mặt tôi, cú tát đập mạnh vào tay trái. Lúc đó mắt tôi nổ đom đóm, tôi té xuống, ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, thì tay trái hết còn nghe ngóng được gì. Tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói, tay tôi bị lũng màng nhĩ. Hồi đó, mái ấm của chúng tôi rất hiếm khi không có chuyện. Việc đánh mắng gây gổ thường xuyên xảy ra. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, rước đúng. Do hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng luôn bất hòa. Cuộc sống bị dấn chìm trong khổ não, phẫn nộ, khiến tôi dần dần lây tật xấu của anh. Tôi cũng thành nữ anh hùng để nổi nóng, cáo bực. Tôi cũng nhậu bí tỉ, hút thuốc mịt mù. Lúc đó tôi nghĩ anh chẳng để tôi sống an qua ngày thì tôi dựa vào đâu mà tiết kiệm cho anh chứ. Hễ lãnh lương xong thì tôi ăn to uống lớn, đi gầy sòng nhậu, mượn men rượu giải sầu, phiêu du trong khói thuốc. Nói khiêm nhường thì một ngày tôi có thể nốc cả bình rượu, hút hai gói thuốc. Việc tìm vui qua chất kích thích của men bia, khói thuốc
đã đem đến cho tôi nhiều bệnh hoạn. Đồng lương ít ỏi lại phải đổ hết vào bệnh viện. Thường là mới nửa tháng, túi tôi đã rỗng. Thế là tôi cứ sống xiên xẹo cho qua ngày. Hai chúng tôi hãy ngồi vào bàn dậu, một khi gây chuyện thì rượu và thức ăn bay cùng nhà, con cái khóc rùm, vợ chồng cứ cãi lên. Chúng tôi có nói chi, làm gì, láng giềng cũng chẳng ai thèm khuyên ngăn. Bạn xem, duyên nợ của chúng tôi là vậy đó. Thế mà cũng gọi là mái ấm, là gia đình. Nhờ hai vợ chồng cư sĩ Lý Linh dùng Phật Pháp cứu vớt cái gia đình đổ nát của chúng tôi, nên tôi được biết đến đạo Pháp và bước vào con đường học Phật, nói gót sau Lữ Sơn Kiệt. Tôi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp rồi, liền thề dứt bỏ hết tất cả các thói quen xấu. Hiện nay, không những gia đình chúng tôi thay mới đổi tốt, mà tà khí trên mặt của Lữ Sơn Kiệt cũng biến mất tâm luôn, không có còn tung tích nữa. Mặt anh á hả, không còn u ám mà rất sáng. Còn bản thân tôi lúc trước á, thì bệnh hoạn đầy thân, bây giờ không chữa trị mà được lành. Sự khang kiện ngày xưa khó bề tìm thấy, nay đã xuất hiện. Khi soi gương hả, tôi thấy dung nhan tiều tụy héo xào của mình đã biến đổi, hồng hào tươi tắn đến ưa nhìn luôn á. Hôm nay á, sẵn dịp cư sĩ Quả Khanh viết báo ứng hiện đời tập 3, chúng tôi chủ động yêu cầu xin cho viết kể chuyện xa đọa của chúng tôi ra. Dù sao vợ chồng chúng tôi sớm đã là danh nhân, từng xấu đến chẳng thể xấu hơn được nữa, cho nên chẳng sợ mất mặt, mất danh, chẳng sợ bị khi dễ trong mắt ai nữa. Điều tôi muốn nói là, chúng tôi từng là những kẻ tồi tệ đến như vậy, gia đình rách nát đến như thế, mà vẫn còn có thể thay đổi. Nhờ biết Phật Pháp nên tu sửa tâm tính, đổi mới cuộc đời mà hiện tại được hưởng hạnh phúc. Vậy thì các bạn, những người có nhân cách hơn hẳn chúng tôi, hoặc tệ cỡ chúng tôi đi nữa, thì tại sao lại không thể sống hạnh phúc? Vì sao các bạn không mau chóng chọn cho mình một con đường ly khổ đắc lạc? Đệ tử Mã Kim Lộ kính ghi và Chí Thành đảnh lễ Tam Bảo. 14 tháng 11 năm 2002. Hoành hành tại Vương Xá, ngay trong ngôi làng của vị trưởng khố, thú vật, ruồi rồi đến gia súc chết đầu tiên, tiếp theo là đám gia nhân và vợ chồng quản gia. Cuối cùng, bệnh dịch tấn công viên trưởng khố và vợ ông ta. Biết rằng đã mắc bệnh, hai ông bà nhìn đứa con trai đang đứng gần, mắt đẫm lệ, bảo nó hãy đập đổ bức tường và trốn đi, đừng quan tâm đến cha mẹ, mà hãy cứu mạng của mình. Rồi sau đó trở về nhà đào kho tàng 4 tỷ tại nơi đó để sinh sống. Người con trai nghe nói vậy khóc sướt mướt, giả biệt cha mẹ, đập đổ bức tường và trốn đi. Anh vào rừng tìm nơi ẩn náu, ở đó suốt 12 năm rồi về nhà. Khi ra đi, anh chỉ là một đứa bé. Giờ trở về, tóc và râu mọc dài, không ai nhận ra anh. Anh tìm được kho tàng và thấy còn nguyên, nhưng anh không dám lấy ra xài, vì sợ làng xóm nghi kỵ, quấy nhiễu hoặc bắt bớ mình. Vì vậy, anh đã tìm chỗ làm thuê để kiếm sống. Anh ta ăn mặc rách rưới, đến khu của những người lao động và hỏi thăm xem có ai cần người làm không. Họ trả lời anh: nếu anh làm một phần việc của chúng tôi sẽ trả gạo cho anh. Làm việc gì thế các bạn? Ra lệnh và điều khiển công việc của chúng tôi. Anh phải dậy thật sớm, đi quanh những người làm và ra lệnh cho họ: các ông, thức dậy đi, đem xe ra, thắng ếch vào bò, đã đến giờ cho voi ngựa đi ăn cỏ. Các bà ơi, dậy đi, lo nấu cơm, nấu nước, nhanh lên. Hay quá hả? Và anh nhà giàu nhận việc, họ cho anh nhà ở và anh làm việc đều đặn thật hết lòng. Một hôm, vua Bình Sa Vương, người có thể nhận dạng mọi người qua tiếng nói, nghe tiếng của anh, ông nói ngay: đây là tiếng nói của một người giàu có. Một tỳ nữ đứng gần vua nghe thế, nghĩ rằng không thể xảy ra một chuyện như vậy được, và cô ta muốn điều tra nên phái người đi dò hỏi, biết đó là một người nghèo làm việc cho những người hầu. Nhà vua nghe báo cáo không nói gì thêm. Nhưng mấy ngày sau, nghe tiếng anh cất lên, vẫn đoan chắc giọng nói của một nhà giàu:
năm lần bảy lượt hỏi tới hỏi lui, dò xét đủ điều. Cô tỳ nữ tâu với vua, anh chàng đó là một người nghèo. Vua vẫn không tin. Cô nghĩ chắc là vua nói đúng, nên cô thấy mình có bổn phận phải tìm hiểu sự thật. Cô xin vua cho 1.000 đồng, sẽ đem con gái mình đến gặp người đàn ông này, và hứa sẽ đem kho tàng về hoàng cung. Rồi hai mẹ con ăn mặc rách rưới đến khu lao động xin tá túc vài ngày trước khi đi xa. Những người tại đó chỉ nhà của Kamhagosaka. Ban đầu anh ta không chịu cho ở, sau hai mẹ con cứ năn nỉ mãi, anh buộc lòng phải chấp nhận. Cô tỳ nữ làm đủ cách để lấy lòng anh ta, nào là nấu cơm hảo hạng theo hoàng gia với nước sốt và cà ri. Cuối cùng cô ta cắt dây nệm giường, mỗi ngày một ít trong 3 ngày liên tiếp. Kamhagosaka cáo kỉnh trách móc, thì cô ta cứ trả lời là không thể ngăn tụi nhóc nhảy tưng tưng lên đó. Rồi đến một hôm, toàn bộ tấm nệm rơi xuống đất vì đã đứt hết dây. Lần này anh không kiềm chế, nổi giận đùng đùng vì không còn giường để nằm nữa. Anh ta rên rỉ: "Trời, tôi biết đi đâu bây giờ đây?" Cô tỳ nữ không bỏ lỡ dịp, đáp ngay: "Anh bạn, tôi biết làm sao. Tôi không thể đuổi bọn trẻ con hàng xóm cái đứng chơi giỡn và nhảy tưng lên giường. Xin đừng phiền, xem nào tôi có thể làm gì được cho anh." "À, được rồi." Rồi quay sang cô con gái, bà mẹ ngọt ngào bảo: "Con gái cưng, dọn chỗ cho anh con nằm." Cô con gái vâng lời, nằm lăn qua một bên và anh ta nằm kế bên. Đêm đó họ thành thân với nhau. Hôm sau cô con gái khóc kể tự sự với mẹ. Bà mẹ an ủi con: "Ồ, có sao đâu, con rồi cũng phải có chồng, anh ta phải có vợ." Rồi bà nhận anh ta làm rể. Bà tiếp tục kế hoạch của mình bằng cách cho người về tâu với vua, xin ra lệnh cho nghỉ việc tại khu lao động. Ai bất tuân sẽ bị xử phạt, vua chuẩn y. Bà mẹ vợ bối rối bàn với chàng rể phải làm sao, vì nghỉ làm sẽ không có lương, mà lệnh vua thì không dám cãi. Cuối cùng bà xúi chàng rể đi vay nợ để ăn vào ngày nghỉ đó. Anh ta không còn cách nào khác, đành phải trở về nơi chôn giấu kho tàng lấy đúng 1 đồng cho mẹ vợ. Bà nhận tiền nhưng đem gửi cho vua và lấy tiền riêng của mình chi tiêu trong nhà. Sau đó vài ngày, bà lại xin vua truyền lệnh như thế 1 lần nữa. Anh ta phải trở lại kho tàng lấy thêm 3 đồng nữa đem về. Phần chót kế hoạch của bà là xin vua cho mời Kamhagosaka về triều. Anh ta không chịu đi nên bị quân lính áp đảo, nắm tay chân lôi đi. Bà trấn an anh ta, bảo cứ đi. Khi gặp vua, bà sẽ tâu với vua để xử phạt những kẻ đã dám bắt lôi rể bà. Rồi bà cùng cô con gái đi trước. Đến hoàng cung, bà cởi bỏ lớp rách rưới, mặc y phục sang trọng với đầy đồ trang sức lấp lánh, đứng một bên vua. Rồi Kamhagosaka bị điều đến trước bệ rồng để đối đáp những lời chất vấn của vua. "Ngươi là Kamhagosaka?" "Dạ tâu dân." "Tại sao ngươi dối trá khi tiêu pha tài sản kết xù của mình?" "Tài sản của tôi hả? Ở đâu đại vương? Tôi sống bằng làm thuê mà." "Không phải vậy. Nè, sao ngươi lừa dối ta?" "Tàu đại vương, tôi không có nói dối ngài. Tôi đâu có tài sản." Vua chỉ những đồng tiền do mẹ vợ anh gửi đến và hỏi anh: "Vậy những đồng tiền này của ai đây?" Kamhagosaka nhận ra đồng tiền của mình, sợ hãi đến chết cứng. Anh nhìn về phía vua, thấy hai người đàn bà kia trang điểm lộng lẫy, mới vỡ lẽ tại sao đồng tiền của mình lại lọt vào tay vua. Thì ra đây là một âm mưu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và kín đáo, và hai người đàn bà này đã bị nhà vua mua chuộc. Anh sững sờ, đứng chết lặng, không biết phải ăn nói ra sao. Nhà vua đoán biết, hỏi dồn anh: "Nói đi, tại sao anh làm vậy?" Anh run rẩy trả lời: "Tôi không có người bảo vệ đại vương." "Không ai bảo vệ anh bằng ta đâu."
Tàu đại dương, tôi rất sung sướng được đại dương bảo vệ. Ta bảo vệ anh, tài sản của anh lớn lao đến mức nào chứ? Dạ 400 triệu đồng tiền tàu đại dương. Được lắm. Nhưng ta sẽ cho chở tài sản của anh đến đây bằng cách nào? Dạ bằng xe, bằng xe tàu đại dương. Khi cả gia tài của Kamhagosaka chất đống trước hoàng cung, vua tập hợp dân chúng trong thành Vương Xá và hỏi có ai trong thành có được tài sản nhiều như thế này không. Không ai đáp được, và mọi người đồng tình thỉnh cầu vua ban cho anh ta chức vị. Vua đồng ý và bổ nhiệm cho anh ta làm chức chưởng khố, rồi gả công chúa cho anh. Sau đó vua dẫn anh đến đảnh lễ Đức Phật, đồng thời ca ngợi hạnh tốt của anh. Không ỷ lại tài sản lớn lao để hưởng thụ, chịu khó làm người nghèo, sống bằng sức lao động của mình. Phật nghe xong hoan hỷ dạy rằng: Một người sống như thế, này đại dương, là một người sống chân chánh. Trộm cắp và những hành vi xấu ác khác sẽ đè bẹp chúng ta không những ở đời này mà còn gây đau khổ cho kiếp sau. Ngược lại, một người dù bị khánh tận tài sản, phải làm thuê làm mướn để kiếm sống, là một người sống chân chánh. Một người như thế nỗ lực hết sức mình, luôn luôn chánh niệm, thân khẩu ý đều thanh tịnh, biết dè dặt từng cử chỉ hành động, biết chế ngự thân hành, khẩu hành và ý hành, sống chân chánh, không bao giờ buông lung, người như thế càng ngày càng dũng mãnh. Và kết thúc bằng pháp cú: Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Người tôn vinh chồng, người nhặt các loại hoa. Thế Tôn nói lên câu này lúc ở Xá Vệ, liên quan đến cô Patipujika, tức là người tôn vinh chồng. Ở cõi trời 33 có một vị trời tên là Malahari, người mang vòng hoa vào vườn cảnh cùng với 1000 thiên nữ. Một nửa số thiên nữ trèo lên cây ném hoa xuống, một nửa ở dưới đất nhặt hoa rơi trang điểm cho vua trời. Một thiên nữ đang ngồi trên cành cây thì qua đời, thân biến mất như một ánh đèn tắt, và tái sanh trong một gia đình có địa vị tại Xá Vệ. Cô nhớ lại tiền kiếp nên lớn lên thường dâng cúng hương hoa để cầu nguyện được tái sanh về với người chồng kiếp trước. 16 tuổi cô được gả chồng. Bất cứ khi nào cúng dường chư tỳ kheo thức ăn theo phiếu rút thăm, thức ăn ngày rằm và 30 mỗi tháng hay suốt mùa mưa, cô đều nguyện được trở về với người chồng kiếp trước. Các tỳ kheo bảo cô luôn tích cực và bận rộn chỉ vì ước muốn đó, và gọi cô là Patipujika, người tôn vinh chồng. Cô thường phục vụ tại hội đường, lo nước uống và chỗ ngồi cho các tỳ kheo. Mỗi khi có ai muốn cúng dường thức ăn theo phiếu rút thăm hoặc thức ăn ngày rằm và 30, họ đều đưa đến cho cô để dâng lên tăng chúng. Phục vụ như thế, cô đạt được 56 thiện pháp cùng một lúc. Về đời sống gia đình, cô lần lượt sanh được 4 người con. Một hôm, sau khi cúng dường và đảnh lễ các tỳ kheo, nghe pháp và thọ trì giới xong, đến chiều tối, cô thình lình mắc bệnh, qua đời và tái sanh về với chồng trước. Suốt thời gian đó, các thiên nữ vẫn đang nhặt hoa trang điểm cho vua trời. Malahari thấy cô, hỏi thăm cô đi đâu. Cô kể lại đầu đuôi và cho vua trời biết thêm là kiếp người rất ngắn ngủi, chỉ khoảng 100 năm. Họ dành nhiều thời giờ để ngủ và sống buông lung thay vì bố thí cúng dường, và cứ luân hồi vô số kiếp, không biết đến già và chết. Vua trời tội nghiệp thay cho thế gian, cứ sống say chết ngủ, không biết đến bao giờ mới thoát khỏi phiền não đau khổ. 100 năm cõi người bằng một ngày một đêm cõi trời.
30 ngày đêm cõi trời thành một tháng, 12 tháng là một năm, và một kiếp trời dài 1.000 năm trời, tức 36 triệu năm ở cõi người. Hôm sau, các tỳ kheo vào làng, đến hội đường không có ai chăm lo, không chỗ ngồi, không nước uống, và được biết là Patipujika đã qua đời. Tỳ kheo nào chưa chứng sơ quả, nhớ lại lần ân cần tiếp đãi của cô, không cầm được nước mắt. Còn những tôn giả đã chứng A-la-hán thì thấm thía pháp vị. Các tỳ kheo sau giờ tiểu thực thưa hỏi Thế Tôn về cô, và được biết cô đã tái sanh về cõi trời 33 với người chồng trước đúng theo sở nguyện. Họ ngậm ngùi cho kiếp người quá ngắn ngủi, mới sáng nay dâng thức ăn cho tăng chúng, chiều đã ngã bệnh và qua đời. Đức Phật bèn dạy: Các tỳ kheo, thế gian này mạng sống của chúng sanh rất ngắn ngủi, do đó trong khi họ đang còn mong muốn danh lợi thế gian và tham đắm dục lạc chưa thỏa mãn, thì tử thần đã áp đảo họ mang đi trong tiếng khóc than. Rồi Thế Tôn nói kệ: Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục. Kosiya keo kiệt, như ông đến với hoa. Khi ngụ tại xá vệ, Thế Tôn dạy câu này liên quan đến chưởng khố Nigali Kosiya. Tại thành phố Jagari, gần vương xá, có chưởng khố Nigali Kosiya, tài sản lên đến 800 triệu đồng, nhưng chẳng bao giờ bố thí. Dù chỉ một giọt dầu nhỏ xíu đủ động trên đầu ngọn cỏ, thậm chí còn không dám ăn. Của cải nhiều như thế mà con trai, con gái và cả tỳ kheo, bà la môn đều không được hưởng, cứ còn nguyên vẹn, giống như một hồ nước bị ma ám. Sáng sớm, Đức Phật xuất định đại bi tâm muội, dùng Phật nhãn quan sát hàng tín hữu của Ngài trong khắp vũ trụ, và thấy cách Ngài 45 dặm có vị chưởng khố và bà vợ đủ duyên lành được hóa độ. Ngày trước đó, chưởng khố đến hoàng cung chầu vua. Trên đường về, ông thấy một người nhà quê gần chết đói, đang ăn cái bánh tròn đầy cháo chua. Ông phát đói bụng. Khi về nhà, ông nghĩ nếu nói ra chuyện mình đói, người khác cũng đòi ăn theo, thì sẽ tốn biết bao, nào mè, mật mía, đường thô và nhiều thứ khác, chi bằng im đi. Ông đi bách bộ, chịu đựng cơn đói. Hàng giờ trôi qua, mặt ông tái mét, càng lúc càng xanh xao vàng vọt, gần nổi khắp người. Cuối cùng chịu hết nổi, ông về phòng, nằm vật xuống, ôm chặt thanh giường. Tuy quá đau đớn vì đói, nhưng nghĩ đến của cải bị tốn kém hao phí, ông chẳng dám hé môi. Vợ ông đến thăm ông, xoa lưng hỏi han: Phu chủ, có việc gì vậy? Không. Nhà vua làm ông buồn bực. Không. Con trai, con gái, nô bộc, nữ tỳ sai quấy điều gì? Không phải. Nếu vậy thì hay là ông cần gì, thèm gì? Ông nhảy nhổm vì đúng ngay vết thương lòng, nhưng lòng tiếc của cũng bừng dậy, khiến ông một lần nữa ôm bụng im lặng chịu trận. Bà vợ chắc nghĩ rằng mình đoán gần đúng, nên năn nỉ tiếp: Phu chủ, nói cho tôi nghe đi, ông thèm món gì? Chưởng khố chịu hết nổi, thều thào chữ còn chữ mất: Tôi thèm một thứ. Thèm gì nào phu chủ? Tôi muốn ăn một cái bánh chiên. Sao ông không nói sớm? Ông có nghèo túng gì đâu, tôi đủ sức bao ăn hết cả thành Jagiri. Trời, ai bảo bà lo cho thiên hạ vậy? Họ muốn ăn thì ráng làm ra tiền mà mua chứ. Thế thì tôi chỉ đãi bà con dọc đường này. Bà lại phung phí quá mà. Nếu thế thì mình mời trong nhà thôi. Tôn kém lắm. Để tôi nướng đủ cho vợ chồng con cái mình ăn thôi. Sao bà tính chi nhiều dữ vậy? Được rồi, chỉ có tôi với ông ăn nha. Bà cũng cần ăn sao? Được lắm, một mình ông thôi.
Để tránh cặp mắt nhiều người, ông dặn vợ để lại hạt gạo nguyên, chỉ dùng hạt bể, lấy lò than, khuôn nướng bánh, một chút sữa với mật mía, mật ong và đường thô, rồi leo lên tầng chót tòa nhà 7 tầng nướng bánh. Ông sẽ ngồi ăn tại chỗ, bà vợ chỉ biết vâng theo. Sáng sớm, Thế Tôn bảo trưởng lão Mục Kiền Liên đến thành Jagari trên tầng thứ 7 nhà chưởng khố để độ ông ta, dạy cho ông biết xả bỏ, rồi đem cả hai ông bà về kỳ viên cùng với bánh, sữa, mật, đường bằng thần thông. Phật sẽ cùng 500 tỳ kheo ngồi trong tinh xá thọ thực bánh chiên. Chỉ trong khoảnh khắc, trưởng lão đã đứng lơ lửng giữa trời. Trước cửa sổ lầu 7, hào quang rực rỡ. Chưởng khố trông thấy ngài rung như cầy sấy. Ông đã trốn lên tận đây cũng vì sợ có người đến khất thực. Vậy mà ông bạn này lại lù lù hiện ra, không biết rằng trưởng lão muốn là được. Chưởng khố thở phì phò giận dữ, nghe như muối và đường ném vào lửa. Ông quát lên: "Ông tỳ kheo, ông muốn gì mà cứ đứng lơ lửng trên không vậy? Ông có tới tới lui lui cho đến khi vạch thành một con đường trên trời cũng chẳng được gì đâu." Trưởng lão vẫn thản nhiên đi tới đi lui trước cửa sổ như trước. Chưởng khố quát tiếp: "Ông chờ đợi cái gì mà đi tới đi lui hoài vậy? Ông có ngồi kiết già đi nữa cũng chẳng được gì đâu." Trưởng lão bắt chân ngồi kiết già: "Dù ông có đứng trên thành cửa sổ cũng vậy thôi. Dù ông phun ra khói cũng chỉ là như vậy thôi." Chưởng khố nói thế nào là trưởng lão làm đúng y, cho nên cuối cùng toàn bộ ngôi nhà khói phủ mù mịt. Chưởng khố cảm thấy như mắt bị kim đâm, sợ cháy nhà, ông ráng nén không dám nói: "Dù ông có phun ra lửa cũng thế thôi." Ông nghĩ thầm: "Ông thầy này bám da như keo, nếu không cho cái gì ông không chịu đi đâu." Ông đành bảo vợ làm một cái bánh nhỏ để tống khứ trưởng lão. Bà lấy cục bột nhỏ bỏ vào nồi, bột phồng lên thành cái bánh to đầy tràn cả chảo. Ông vò đầu bứt tai: "Trời, bà lấy cục bột lớn quá vậy." Rồi đích thân ông dích một cục bột nhỏ xíu trên đầu muỗng bỏ vào nồi, bột lại phình to hơn cái trước. Cứ thế, cái bánh nướng xào to hơn cái bánh trước. Cuối cùng, ông tuyệt vọng bảo bà đưa cho tỳ kheo một cái. Bà cố rứt cái bánh ra khỏi rổ, nhưng tất cả dính lại với nhau. Bà cầu cứu ông, nhưng cố hết sức, ông cũng không tách ra được. Mồ hôi tuôn khắp mình, ông hết thèm ăn, liền bảo bà đưa hết rổ bánh cho tỳ kheo. Trưởng lão thuyết pháp cho hai ông bà, nêu công hạnh của Tam Bảo, bắt đầu với câu: "Sự bố thí là cách tế lễ chân chánh nhất." Ngài giải thích phước báo của hạnh bố thí và các công đức khác rõ ràng như mặt trăng trong bầu trời. Nghe xong, ông phát tính tâm, mời trưởng lão đến gần, ngồi xuống giường thọ thực. Mục Kiền Liên bảo ông bà mang bánh đến chỗ Thế Tôn cúng dường. Ngài sẽ mang cả hai đi bằng thần thông. Đầu cầu thang trong lâu đài sẽ vẫn ở chỗ cũ, nhưng chân cầu thang sẽ nằm ngay cổng tinh xá kỳ viên. Ngài sẽ mang ông bà đến kỳ viên nhanh hơn là đi từ tầng lầu trên xuống tầng lầu dưới. Chưởng khố đồng ý đề nghị ấy. Trưởng lão bèn để cầu thang yên chỗ cũ và ra lệnh: "Chân thang hãy nằm tại cổng kỳ viên." Thang hiện ra y như thế. Hai vợ chồng chưởng khố đến kỳ viên, bèn đến trước Thế Tôn thưa đã đến giờ thọ trai. Thế Tôn vào phòng ăn, ngồi trên Phật tòa soạn sẵn cùng với tăng đoàn vây quanh. Chưởng khố dâng nước khai mạc buổi cúng dường Phật và chư tăng. Bà vợ đặt bánh vào bình bát Như Lai. Thế Tôn lấy vừa đủ dùng, các tỳ kheo cũng thế. Còn chưởng khố thì phân phối sữa, mật mía, mật ong và đường thô. Phật và 500 tỳ kheo dùng xong, cả hai ông bà cũng ăn no, nhưng bánh vẫn còn. Sau khi chia bánh cho toàn thể tỳ kheo trong tinh xá và cho những người ăn xin đồ thừa, bánh vẫn không giảm. Phật dạy đem bánh ra đổ ngoài cổng kỳ viên. Đến ngày nay, chỗ đó có tên là Hang Bánh. Hai ông bà đến chỗ Thế Tôn, đứng kính cẩn một bên. Thế Tôn hồi hướng công đức, dứt lời
cả hai chiến quả dự lưu. Rồi họ chào Phật, lên cầu thang ở cổng kỳ viên và về nhà. Từ đó về sau, Chưởng Khố dùng gia sản 800 triệu đồng dành riêng phục vụ cho giáo đoàn của Phật. Chiều hôm sau, các tỳ kheo đến pháp đường và bàn tán thần thông cùng oai lực của Mục Kiền Liên đã chiêu phục Chưởng Khố. Nghe qua Phật dạy: Này các tỳ kheo, một tỳ kheo muốn giáo hóa một gia chủ không làm hại đức tin, không làm hao của cải, không áp chế cũng không làm cho gia chủ chán ngán, thì phải thân cận với họ để giảng cho họ hiểu công hạnh của Phật. Như con ông đậu trên hoa hút mật, con ta Mục Kiều Liên đúng là một tỳ kheo như thế. Để tán thán trưởng lão Mục Kiền Liên, Phật nói pháp cú: Như ông đến giới hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Đức Phật nói tiếp về công hạnh của Ngài và cho biết đây không phải lần đầu, mà trong kiếp trước Ngài đã từng cải hóa Chưởng Khố Nigali khi thuyết giảng mối tương quan giữa hành nghiệp và quả báo. Và Phật kể lại chuyện bổn sanh Elisa: Cả hai đều chân dòng kiền, cả hai cũng lại khập khiền què luôn, nốt ruồi mắt lát đúc khuôn, ta không thể nói ai là Elisa. Sáu, ẩn sĩ lõa thể Patika. Không nên nhìn lỗi người. Tại xá vệ, Phật đã dạy câu trên liên quan đến ẩn sĩ lõa thể Patika. Vợ một gia chủ tại xá vệ lo cung cấp mọi nhu cầu cho ẩn sĩ lõa thể Patika, xem ông như con đẻ của mình. Bà được người láng giềng ca tụng pháp nhũ của Phật nên muốn đến tinh xá nghe pháp, nhưng mấy lần đến xin ẩn sĩ đều bị ông khuyên không nên đi. Vì vậy bà định sẽ mời Thế Tôn đến tư gia để thuyết pháp. Chiều hôm đó, bà cho cậu con trai đến tinh xá để thỉnh Thế Tôn sáng mai. Cậu bé đi ngang qua thất ẩn sĩ chào, bị ông ta bảo đừng đi. Cậu không dám cãi lệnh mẹ, sợ bị rầy. Ông ta bèn bảo cậu đừng chỉ cho Thế Tôn đúng đường đi đến nhà, mà chỉ giả bộ như nhà cậu ở gần đó. Rồi khi về thì cậu phải chạy thật mau, làm như định đi đường khác. Sau đó hãy đến gặp ẩn sĩ. Cậu bé vâng lời làm theo. Khi cậu thi hành mọi việc xong xuôi và trở lại nhà ẩn sĩ, ông khen ngợi cậu bé và hứa hẹn sẽ cùng nhau ăn phần dành cúng dường Phật. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, ẩn sĩ đến nhà bà thí chủ cùng với cậu bé ngồi phòng bên trong. Các người láng giềng trét phụ nhà với phân bò, tô điểm bằng năm thứ hoa, có cả hoa la gia, và soạn sẵn chỗ ngồi thượng hạng cho Thế Tôn. Những người chưa thân cận với chư Phật không biết cách sửa soạn Phật tòa. Chư Phật cũng không bao giờ cần đến một người dẫn đường. Khi chư Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, làm rúng động 10.000 thế giới, mọi con đường đều trở nên rõ ràng đối với các ngài. Đường xuống địa ngục, đường đến cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, lên cõi người, cõi trời, đến cõi bất tử, niết bàn. Chư Phật không cần phải được chỉ đường đến làng mạc, phố thị hay bất cứ chỗ nào. Do đó, sáng sớm Đức Phật cầm bát đắp y đến thẳng nhà bà thí chủ. Bà ra khỏi nhà một đoạn thật xa để đón Phật, nằm vóc gieo xuống kính lễ và theo Phật về nhà. Bà xối nước lên tay phải của Phật và cúng dường thức ăn hảo hạng cứng và mềm. Bà đỡ lấy bát khi Thế Tôn thọ thực xong và thỉnh Ngài hồi hưởng công đức. Bà lắng nghe pháp và tán thán Như Lai: Hay thay, hay thay. Ẩn sĩ ngồi phía sau nghe thế nổi cáo, không nhận bà là đệ tử của mình và đứng dậy ra về, không quên hăm hè: Đồ phù thủy, mi sẽ thiệt hại gì tán thán ông ta. Sau đó ông ta dùng đủ lời lăng mạ vị tín nữ và Thế Tôn rồi bỏ đi. Bàng hoàng vì những lời mắng chửi của ẩn sĩ lõa thể, bà tán tâm không thể chú ý nghe Thế Tôn thuyết pháp. Bà thú thật với Thế Tôn và được Ngài khuyên:
đừng bận tâm đến lời của kẻ ngoại đạo. Không cần chú ý đến một người như thế. Chỉ nên nhìn lỗi mình đã phạm hay chưa phạm. Và nói pháp cú: không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm. Nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm. Vua và vua các vua, như bông hoa đẹp tươi. Thế Tôn dạy câu này liên quan đến cư sĩ Chattapani khi Ngài ngủ tại Xá Vệ. Cư sĩ Chattapani ở Xá Vệ lầu thông Tam Tạng kinh điển và đã chứng nhị quả. Một sáng sớm, Tuân Dữ Bát Quan trai giới đến đảnh lễ Thế Tôn. Đối với những vị chứng nhị quả và các thánh đệ tử của Phật, vì đã thệ nguyện trước không cần giữ giới bát quan trai, những vị ấy chỉ do công hạnh của đạo quả sống đời thánh thiện, ăn ngày chỉ một bữa. Do đó Đức Thế Tôn nói: Đại Dương, người thợ gốm Gatikara ăn ngày chỉ một bữa, sống đời phạm hạnh, thì đã là người đạo đức chính trực. Do đó những vị đã chứng nhị quả đương nhiên ăn ngày một bữa và sống đời thánh thiện. Nhưng Chattapani cũng vẫn giữ giới bát quan trai. Ông đến đảnh lễ Thế Tôn rồi cung kính ngồi xuống nghe pháp. Lúc bấy giờ, vua Ba Tư Nặc ở Kappa cũng đến để đảnh lễ Thế Tôn. Chattapani trông thấy thoáng lo nghĩ, không biết phải xử sự thế nào. Ông đang ngồi với sự hiện diện của Phật, tức vua của các vua, thì không thể đứng lên chào vua của một nước được. Thế rồi, ông quyết định ngồi yên không đứng dậy. Dù vua Ba Tư Nặc có bất bình cũng đành chịu. Quả nhiên, vua đảnh lễ Thế Tôn xong, cung kính ngồi một bên, mặt không vui. Thế Tôn thấy vậy bèn bảo: Đại Dương, cư sĩ Chattapani là bậc thiện trí, hiểu biết giáo pháp và thông thuộc Tam Tạng kinh điển, bình thản cả lúc thành công hay thất bại. Vua nghe ngài ca tụng đức hạnh của ông, lòng dịu lại hết giận. Sau đó một hôm, điểm tâm xong, vua đứng trên lầu hoàng cung thấy Chattapani đi qua sân, tay cầm dù, chân mang dép, liền ra lệnh gọi ông đến. Ông bỏ dù, cởi dép, đến chào vua và cung kính đứng một bên. Vua hỏi ông: Tại sao ông bỏ dù và cởi dép? Ông đáp: Khi thần nghe Đại Dương cho đòi vào, liền để dù và dép qua một bên trước khi đến gặp ngài. Thế thì rõ ràng hôm nay ông mới biết ta là vua. Thần luôn luôn biết ngài là vua. Sao hôm trước ông gặp ta chỗ Thế Tôn, ông không đứng dậy? Đại Dương, nếu đứng trước vua của các vua mà thần đứng dậy chào vua một nước thì thiếu cung kính với đấng Thế Tôn, vì vậy thần đã không đứng dậy. Không sao, cái gì đã qua hãy cho qua. Ta nghe nói ông thông thạo những vấn đề liên quan đến đời này và đời sau, và thông thuộc Tam Tạng kinh điển, vậy hãy đến cung cấm tụng đọc cho các cung phi. Thần không thể làm, Đại Dương. Tại sao vậy? Hoàng cung là nơi nghiêm mật, đúng hay sai đều nghiêm trọng, thưa bệ hạ. Đừng nói thế. Ngày hôm kia khi gặp ta, ông thấy không cần đứng dậy chào mà. Đừng làm thương tổn vết thương thêm nữa. Đại Dương, nếu một gia chủ làm nhiệm vụ của một tỳ kheo thì là phạm lỗi nặng. Xin thỉnh một tỳ kheo đến giảng kinh. Vua chấp thuận, ra lệnh bãi hầu. Sau đó vua sai sứ giả đến bạch với Phật: Xin Thế Tôn đến hoàng cung thường xuyên với 500 tỳ kheo để nói pháp cho hai vương phi là Malika và Vasahakatiya. Vì chư Phật không thể đến hoài một chỗ, nên Thế Tôn cử trưởng lão Anan đều đặn đến trùng tuyên giáo pháp cho hai bà. Malika học rất chăm chỉ, ôn luyện nghiêm túc và chú tâm đến lời giảng. Còn Vasahakatiya thì không được như vậy. Được Thế Tôn hỏi thăm, trưởng lão trình bày sự học của hai bà. Phật dạy: Này A Nan, khi ta thuyết pháp, ai không thành tâm lắng nghe
học tập, ôn luyện và giảng giải được thì không chút gì lợi lạc. Như bông hoa có sắc mà không hương, nhưng người nào nghe, học, lặp lại và giảng giải được sẽ hưởng nhiều lợi lạc. Rồi Thế Tôn đọc pháp cú: Như bông hoa đẹp tươi, có sắc mà không hương, cũng vậy lời khéo nói, không làm không kết quả. Như bông hoa đẹp tươi, có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói, có làm có kết quả. Khi Phật kết thúc bài giảng, nhiều người chứng sơ quả, nhị quả và tam quả, hội chúng cũng được nhiều lợi lạc. Một, nhà vua và người nghèo có vợ đẹp, đêm dài cho kẻ thức. Đức Phật dạy câu này khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba Tư Nặc ở Kosala và một người. Vào một dịp lễ, vua Ba Tư Nặc ở Kosala cưỡi voi trắng Bundarika, trang hoàng lộng lẫy, diễu hành khắp thành. Đến lúc sắp giải tán, dân chúng bị ném đất loạn xạ, đập bằng gậy chạy lung tung, nhưng vẫn ngẩng cổ nhìn xem. Nhà vua được phước báo như thế do bố thí, giữ giới và làm nhiều công đức. Trên tầng lầu chót một tòa nhà 7 tầng, có thiếu phụ vợ một người nghèo, mở cửa sổ nhìn vua xong lui vào. Cô ta hiện ra trước mắt nhà vua như dần trăng rằm rồi lẫn vào đám mây. Quá say đắm, nhà vua suýt té nhào khỏi lưng voi. Kết thúc thật nhanh cuộc diễu hành, vua trở về hoàng cung hỏi viên quan thân tín có thấy thiếu phụ hay không, và ra lệnh đòi ông chồng đến. Ông ta hiểu ngay mạng sống bị đe dọa là vì cô vợ, nhưng không dám cãi lệnh. Ông đến hầu vua và bị xung vào đội lính hầu. Ông ta từ chối, xin trả tiền sâu nhưng không được. Nhà vua muốn kết tội và giết ông ta để đoạt cô vợ. Phần ông ta vì sợ chết cũng hết lòng phục vụ nhà vua. Lửa ái nơi vua càng lúc càng tăng. Vì không tìm thấy chút lỗi nào, vua bèn sai ông ta ra bờ sông tìm cho được đất đỏ với bông súng màu trắng và màu xanh. Nếu không có mang về kịp giờ vua tắm sẽ bị tội chết. Ông ta hốt hoảng về nhà hối vợ cơm nước. Không kịp chờ cơm chín, ông vội múc đại gạo vừa mới sôi lỏng bỏng như cháo, thêm một ít cà ri gói vào giỏ, vội vàng lên đường. Khi ông vội vàng đi như thế thì cơm cũng vừa chín tới. Ông để riêng một phần cơm ngon và bắt đầu ăn. Kịp có khách, ông ta mời ăn luôn phần đã để dành. Ăn xong, ông ta dứt một nắm cơm xuống hồ, súc miệng và lớn tiếng khấn nguyện long thần hồ này xin cho ngàn phước báo cho bố thí thức ăn cho người khách và 100 phước báo do bố thí cơm gạo cho cá dưới hồ. Tất cả đều hồi hướng đến long thần và hãy mang đến cho ông đất đỏ với bông súng màu trắng và xanh. Ông lặp lại lời khẩn cầu đến 3 lần. Long Dương ở đó nghe hết lời khấn, quá thành ông lão đến gặp người lính hầu, hỏi lại kỹ. Sau khi nghe người lính hầu nói lại 3 lần hồi hướng hết công đức bố thí, Long Dương bèn mang đất đỏ với bông súng đến. Nhà vua sợ người lính hầu hoàn thành sứ mạng, nên đã ra lệnh đóng cửa và niêm phong rất sớm. Do đó tuy người lính đến kịp lúc, vẫn không thể dâng vua đất và hoa được. Dù đã xin lính gác mở cửa, ông thất vọng, lòng ngổn ngang, không biết tính sao. Cuối cùng, ông đặt tảng đất đỏ nơi gạch cửa và treo bông súng lên cánh cửa, la to: Hỡi mọi người trong thành, xin hãy làm chứng cho tôi đã hoàn thành sứ mạng vua giao phó. Vua đang tìm hết cách hại tôi một cách vô cớ. Người lính hầu la lên 3 lần như thế, bối rối không biết đi đâu ẩn trú, nghĩ đến chư tăng vào lòng nhân từ, liền đến tỉnh xá ngủ lại. Nhà vua suốt đêm không thể nào chợp mắt được, vì lửa ái thiêu đốt tâm can. Vua chờ trời hé sáng để giết người chồng và mang người vợ về cung. Đang trằn trọc, vua nghe được 4 âm thanh. Nguyên do là có 4 người bị đọa vào địa ngục rộng đến 60 dặm, bị nấu sôi sục như hạt gạo nấu hầm trong nồi nung suốt 30 năm,
xuống tận đáy địa ngục, và sau 30 năm nữa rồi lên miệng địa ngục, nhìn lẫn nhau, muốn đọc một câu kệ cũng không nổi, chỉ bập bẹ vài chữ, rồi lại rơi tởm vào địa ngục trở lại. Vua nghe những âm thanh trên sau nửa đêm, hốt hoảng và sợ hãi, vua hoang mang không hiểu có phải mình đã tới số, hay chánh hậu tận mạng, hay dân quốc tận diệt, và thức luôn đến sáng. Trời sáng rồi, vua cho mời vị tư tế đến hỏi xem đó là điềm báo gì qua 4 âm thanh đã nghe, là du, sa, na, so. Vị Bà La Môn tư tế hoàn toàn không biết gì về ý nghĩa, nhưng sợ lộ ra sự ngu dốt của mình sẽ mất hết lợi danh nên đáp càng: "Ồ, trầm trọng lắm tâu bệ hạ." Vua hỏi dồn: "Xin thầy nói rành mạch hơn." "Có nghĩa là bệ hạ sắp lìa đời." Vua càng kinh hãi ú ớ hỏi tiếp: "Không có cách nào ngăn được sao?" "Tâu bệ hạ, có, xin ngài đừng sợ. Trong 3 bộ vệ đà chỉ rằng phải tế lễ nhiều sinh vật thì có thể cứu mạng bệ hạ." "Ta phải tìm thứ gì?" 100 voi, 100 ngựa, 100 bò đực, 100 bò cái, 100 dê, 100 lừa, 100 ngựa giống, 100 cừu, 100 gà, 100 heo, 100 con trai, 100 con gái. Sở dĩ vì Bà La Môn đòi nhiều thứ như thế, vì chỉ nói tên thú rừng không sẽ mang tiếng là muốn ăn thịt, do đó ông ta cần thêm voi, ngựa và người. Vua muốn cứu mạng mình với bất kỳ giá nào nên ưng thuận. Theo Tương Ưng Bộ Kinh, mỗi loài lên đến 500, dân chúng xót thương la khóc nghe như tiếng trái đất nứt vỡ. Hoàng hậu Mạc Lợi Malika nghe tiếng kêu khóc inh ỏi hỏi vua: "Đại vương, làm sao mà các căn của ngài hỗn loạn và mệt mỏi thế?" "Mạc Lợi, bà không biết một con rắn độc lọt vào tay ta sao?" Và vua kể lại mọi sự. Hoàng hậu bảo thẳng với vua: "Bệ hạ quả là kẻ thiếu trí. Trong kho không thiếu chi các món ngon vật lạ. Bệ hạ cai trị cả 2 vương quốc, nhưng thật sự bệ hạ lại là kẻ thiếu trí." Vua ngạc nhiên hỏi lại và được hoàng hậu giải thích: "Có bao giờ bệ hạ nghe rằng phải hy sinh mạng người khác để cứu sống mình không? Chỉ vì người Bà La Môn ngu xuẩn kia đã nói rằng mà suýt chút nữa bệ hạ đẩy dân chúng vào bể khổ. Đức đạo sư đang ngụ trong tinh xá gần đây, bậc thầy của trời và người, bậc thắng tri của tam thế. Bệ hạ hãy đến thỉnh cầu ngài chỉ giáo." Nhà vua và hoàng hậu đến tịnh xá gặp Phật. Được Phật hỏi vì việc gì mà đến muộn, nhà vua vẫn còn ám ảnh về nỗi sợ chết không thốt nên lời, chỉ đảnh lễ rồi đứng im đó. Hoàng hậu Mạc Lợi thay lời trình bày và được Phật dạy: "Âm thanh vua nghe được là tiếng rên xiết của kẻ xấu ác bị khổ hình." Vua tò mò hỏi: "Bạch Thế Tôn, họ đã tạo nghiệp gì?" Phật kể lại chuyện quá khứ, lò địa ngục. Vào thời xưa, khi con người sống đến 20.000 tuổi, Phật Ca Diết xuất hiện. Trên đường du hóa với 20.000 tỳ kheo lậu tận, Phật đến thành Ba La Nại. Dân trong thành từng nhóm 2-3 người hoặc đông hơn cúng dường thức ăn. Lúc đó có 4 người con của một thương buôn giàu có, sản nghiệp mỗi người lên đến 400 triệu và rất hòa thuận với nhau. Một hôm họ bàn với nhau sao không cúng dường tạo công đức giữ giới hạnh vì một vị Phật đang du hóa. Nhưng không ai tán đồng, kẻ thì ưa chè chén say sưa, người thì đắm say trong cơm thịt béo bở hoặc của ngon, món lạ nấu nướng cầu kỳ. Có tên còn đòi tung tiền mua chuộc vợ người và cướp đoạt để tiêu khiển. Cả bọn tán đồng ý kiến này và làm theo. Cứ như thế, họ phạm tội tà dâm suốt 20.000 năm. Đến lúc mạng chung bị đọa vào địa ngục A Tỳ, bị khổ hình đau đớn trong thời kỳ giữa 2 vị Phật ra đời. Vì quả báo ác nghiệp chưa tiêu, tái sanh họ lại bị đọa vào thiết địa ngục lớn 60 dặm. Sau khi chìm xuống tận đáy địa ngục 30.000 năm, họ bị trồi lên cũng 30.000 năm. Mỗi người đều mong muốn đọc lên một câu kệ, nhưng chỉ thốt được một dần đầu, rồi lại rơi vào thiết địa ngục. Phật hỏi nhà vua: "Bệ hạ nghe được chữ gì?" "Bạch Thế Tôn, chữ du."
Phật liền đọc hết câu kệ mà kẻ chịu tội muốn thốt lên. Sau đó, Ngài bảo vua nói tiếp các chữ còn lại và bổ túc thành bốn bài kệ như sau. Vua, tạo ác nghiệp một đời, có của chẳng thi ân, tài sản dù ức triệu, không cứu nổi mạng thân. Sa, 60.000 năm dài, tạo tác bao nghiệp ác, địa ngục nung nấu sôi, biết bao giờ được thoát. Na, chẳng có ngày được thoát, thoát từ đâu có được, do xa xưa mình đã gây bao điều ô trược. So, xin hứa chắc từ đây, nếu tái sanh làm người, quyết bố thí trì giới, làm việc thiện đời đời. Thế Tôn đọc và giải thích từng câu kệ, vua nghe qua chuyển động cả tâm can, hiểu rằng tội tà dâm quả thật là nghiêm trọng, sẽ bị đọa địa ngục trong thời kỳ giữa hai Đức Phật, rồi qua thiết địa ngục chịu khổ hình thêm 60.000 năm chưa chắc đã mãn. Nhớ lại mình cũng sắp phạm tội, vua tự hứa từ đây dứt hết lòng tham dục vợ người và thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay con mới biết đêm dài đối với kẻ thức. Người lính hầu của vua ngồi gần đó cũng thưa: Bạch Thế Tôn, hôm qua con mới biết đường dài cho kẻ mệt. Thế Tôn nối kết hai câu trên và pháp cú: Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chơn diệu pháp. Vua đảnh lễ Thế Tôn xong, trở về ra lệnh thả hết người và vật tế lễ. Họ được rưới nước trên đầu, trở về nhà và đồng thanh tán thán hoàng hậu Mạc Lợi, chúc bà được khang an trường thọ. Buổi chiều chúng tăng tụ họp trong pháp đường bàn tán về trí tuệ của Mạc Lợi. Đức Phật đang ở trong hương thất, nghe được liền và pháp đường ngồi tòa báo Như Lai và kể chuyện quá khứ. Vua Ba La Nại và hoàng hậu Dina. Xưa kia một hoàng tử đến khấn với vị thần Cây Đa, nếu được thần phù hộ lên ngôi báo sẽ lấy máu của 100 vua và hoàng hậu xứ Diêm Phù Đề này tế thần. Khi vua cha băng hà, hoàng tử giữ lời hứa chinh phục các vua khác, từng người một đủ 100 vua và hoàng hậu đem đến gốc cây nọ, định sẽ bắt uống thuốc độc cho chết. Riêng hoàng hậu Dina của vị vua trẻ tuổi nhất được tha mạng vì đang có mang. Thần cây sợ các hoàng tộc xứ Di Phù Đề bị tiêu diệt và rễ cây đa bị ô nhiễm do lòng tin mù quáng của hoàng tử. Tự nghĩ sức mình không đủ, thần cây liền đến cầu cứu các vị thần khác, nhưng đều bị từ chối. Thần đến trời Kakavala rồi Tứ Thiên Dương cũng không nhận lời. Cuối cùng đến trời Đế Thích, thần mạnh miệng quy cho Đế Thích chịu trách nhiệm về dòng máu hoàng tộc, do đó được Đế Thích tuy không trực tiếp ngăn chặn hành động của hoàng tử, nhưng bày mưu cho thần. Thần sẽ khoác áo choàng đêm ra khỏi cây, giả bộ cho vua thấy là muốn đi xa để vua cầm giữ lại. Lúc đó thần sẽ ra điều kiện cho vua là phải có mặt hoàng hậu Dina của vua Ugasena mới đúng với lời hứa khi trước, và bà ta sẽ dạy giáo pháp cho nhà vua, đồng thời sẽ cứu mạng cho các vua và hoàng hậu này. Thế là hoàng hậu Dina được đưa đến, bà chỉ tiến tới trước chồng mình, vua Ugasena đảnh lễ, dù rằng ông này đang ngồi ở vòng ngoài của 100 vua thua trận. Vua Ba La Nại bị xúc phạm, tỏ thái độ bất bình, bà bèn nói: Tôi có bổn phận với bệ hạ không? Vị vua của tôi đây là người ban quyền lực cho tôi, tại sao tôi có thể bỏ ông ta để đảnh lễ bệ hạ? Thần cây quan hô bà, tung qua trước mắt đám đông tụ họp: Hoàng hậu thật khéo nói. Vua Ba La Nại bảo: Bà không đảnh lễ ta cũng được, nhưng sao không đảnh lễ thần cây này? Ông ta có quyền lực nhiệm mầu, đã ban cho ta quyền thống trị và quy lực của một vị vua. Tâu bệ hạ, bệ hạ đã chinh phục các vua này bằng tài sức của chính mình, thần cây chẳng hề đánh bại họ rồi đưa về cho bệ hạ. Bà nói tiếp: Bệ hạ bảo thần cây có quyền lực nhiệm mầu,
Thế bên trái của thần có một cây đang bốc cháy, sao thần không dùng phép tắt lửa đi? Thần cây lại tung hô bà như trước. Hoàng hậu thật khéo nói. Hoàng hậu vừa nói vừa khóc và cười. Vua cho bà mất trí. Nhân đó bà kể lại: người đàn bà giết con cừu. Thổ xưa tôi sinh vào một gia đình gia giáo. Bạn của chồng đến chơi, tôi nhờ nữ tỳ mua thịt về nấu cơm đãi khách. Cô ta tìm khắp chợ không có. Vì thấy một con cừu nằm gần nhà, tôi cắt cổ làm thịt. Do ác nghiệp đó, tôi chết đi, bị đày vào địa ngục. Sau bao khổ hình, do quả báo chưa hết, đầu tôi bị cắt nhiều lần bằng số lông cừu. Nếu vua giết hết những người này để tế thần, thì biết bao giờ mới hết khổ đau. Tôi đã khóc vì nhớ đến nỗi khổ trước kia. Bà đọc kệ: do tội cắt cổ cừu, đầu tôi phải rơi đổ nhiều lần bằng số lông của chiếu cừu khốn khổ. Nếu vua định giết chết chừng ấy số sinh linh, biết làm sao lường hết nỗi thống khổ điêu linh. Bà đã cười vì vui mừng thoát được khổ ách đó. Thần cây lại tán thán bà. Vua giật mình vì suýt nữa đã phạm tội ác, không biết bao giờ mới rửa sạch được. Vua ra lệnh thả hết các vua, đảnh lễ những người lớn tuổi và chào kính những người trẻ hơn mình, xin mọi người tha thứ cho mình và cho họ trở về xứ sở. Phật kể chuyện xong bảo chúng tăng: không phải bây giờ mặc lợi cứu mạng nhiều người, mà trong kiếp trước bà cũng đã làm như thế. Lúc đó vua Ba La Nại là vua Ba Tư Nặc, hoàng hậu Dina là Mạc Lợi và thần cây là Thế Tôn. Đức Phật dạy tiếp rằng đoạt mạng sống của chúng sanh là không bao giờ đúng pháp, mà còn chịu khổ ách lâu dài. Ngài đọc kệ: người nếu biết khổ đau bắt nguồn từ sự sống, không còn đoạt mạng sống của người để chịu phiền. Một tăng sinh khó dạy, tìm không được bạn đường. Đức Phật dạy câu này tại xá vệ, liên quan đến đệ tử của trưởng lão Đại Ca Diếp. Trưởng lão lúc đó ngụ tại hang Pipphali, có hai đệ tử theo hầu. Một người làm tròn bổn phận, người kia luôn lẩn tránh công việc, thậm chí còn giành công trạng của bạn đồng môn. Tức là khi bạn mình đã chuẩn bị nước tắm cho thầy xong, anh ta vội báo cho thầy để lập công. Anh bạn thấy thế bèn chơi khăm một vố. Khi bạn lười đi ngủ sau giờ cơm trưa, anh đun nước tắm cho thầy xong, đổ vào dại đựng để ở nhà sau, chỉ chừa lại một ít trong nồi đun. Thức dậy, bạn lười thấy nồi đun bốc hơi, đình đình nước đã đun xong, và mang vào phòng tắm, liền chạy đi báo thầy như mọi lần. Trưởng lão bước vào phòng tắm, chẳng thấy nước, chỉ cho bạn lười. Quảng hồn, anh vào nhà bếp cầm giá quậy trong nồi hơi, thấy cạn queo. Anh bực mình mắng bạn là đồ đểu, và lúng ta lúng túng đến chỗ tắm ngoài sông múc nước. Đã thế trở về, còn bị trưởng lão gọi đến dạy bảo: một tỳ kheo không được nói mình làm xong khi không phải chính mình làm. Khi ta bước vào thấy không có nước, người lại bực bội cầm bình đi. Một vị tăng không được hành động như vậy. Tăng sinh lười đó rất mực giận dữ, cho rằng chỉ vì mấy giọt nước mà thầy la mắng mình như thế. Ngày hôm sau, anh không thèm theo thầy đi khất thực nữa. Trưởng lão phải đi với tăng sinh kia. Khi cả hai đi xa, tăng sinh mang trá đi đến nhà cư sĩ hay hộ cho trưởng lão, bảo rằng ngài khó ở, không đi bát được và xin cúng dường thức ăn. Cư sĩ làm theo, anh ta nhận lấy và ăn hết một mình trên đường về tỉnh xá. Hôm sau, trưởng lão đến nhà cư sĩ, ông ta vui mừng thấy ngài bình phục và còn bảo là nhờ thức ăn do ông ta cúng dường. Trưởng lão không thốt một lời, về tỉnh xá răng đe anh đệ tử mang trá: ta đã biết hành động của ngươi hôm qua, hạnh xấu này không phù hợp với một người đã từ bỏ thế gian. Ngươi không được ăn thực phẩm do gợi ý. Tăng sinh lười bừng lên ác cảm đối với thầy mình. Anh nghĩ rằng
chỉ vì mấy giọt nước thầy mắng mình là nói dối. Bây giờ chỉ một nắm cơm của Tín Thí thầy cấm không cho ăn, vì cho là mình đã gợi ý mưu toan. Thầy còn cho bên kia một bộ y, quả là thầy đối xử với mình quá tệ bạc, mình phải trả thù mới được. Thế rồi hôm sau, trong khi trưởng lão đi khất thực, ở lại tỉnh xá một mình, anh ta lấy gậy đập hết đồ dùng để ăn uống, nổi lửa đốt lều cỏ của trưởng lão, sau đó dùng búa đập tan nát những gì không cháy hết. Mạng chung anh ta đọa vào địa ngục A Tỳ. Dân chúng đều bàn tán chuyện trên. Có một vị tăng rời Dương Xá đến Kỳ Viên giếng Phật, được Phật hỏi thăm sức khỏe trưởng lão Đại Ca Diếp, liền thuật lại tự sự. Phật giải thích không phải lần đầu anh ta nổi giận vì bị khiển trách, mà trong tiền kiếp cũng đã từng làm như thế. Và Phật kể chuyện quá khứ con khỉ và chim Simchila. Thời xưa khi Phạm Ma Đạt cai trị Ba La Nại, một con chim Simchila làm tổ trên vùng Hy Mã Lạp Sơn. Một hôm vào mùa mưa, một con khỉ đến đó run rẩy vì lạnh. Chim thấy vậy bèn đọc kệ: "Như người, này anh khỉ, anh có đầu, tay, chân, lý do gì bao chữa, không làm nhà che thân?" Khỉ nhận đúng như thế, nhưng biết không đủ trí khôn để cất nhà. "Này chim Simchila, đầu và tay chân ta tuy là giống người thật, nhưng người thông minh thật còn ta tìm không ra." Chim nghe qua hiểu ngay, kẻ như thế không thể nào ở trong nhà, đáp với giọng khinh bỉ: "Kẻ nào không kiên định, bộp chộp và gian dối, không giữ được giới hạnh, sẽ không được phúc lành. Này anh bạn khỉ ơi, hãy cố gắng tới nơi, cố hết sức mình để từ bỏ những thói xưa, xây một lều cho khỏi trung lạnh vì gió mưa." Khỉ bị mắng nhiếc, bừng giận, phen này quyết ra tay cho chim biết hạnh phúc là gì. Nó phá tan nát tổ chim tung ra gió. Chim thoát được bay mất khi khỉ tóm lấy tổ. Sư Thế Tôn hợp nhất những nhân vật trong bổn sanh. Khỉ lúc đó là Sa Di đốt nhà, chim Simchila là Đại Ca Diếp. "Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu Sa Di đốt nhà. Vì bất bình khi bị khiển trách, trong tiền kiếp cũng đã làm như thế. Ca Diếp, đệ tử ta nên sống một mình hơn là với kẻ cuồng dại." Và Thế Tôn nói pháp cú: "Tìm không được bạn đường, hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu." Kẻ giận rủi trong nhà: "Con tôi, tài sản tôi." Thế Tôn đã dạy câu trên khi ở Xá Vệ, liên quan đến chưởng khố A Nan. Chưởng khố keo kiệt. Chưởng khố A Nan ở Xá Vệ gia sản lên đến 800 triệu, nhưng lại là nhà đại keo kiệt. Cứ mỗi nửa tháng, ông triệu tập thân tộc và dạy con trai là Mulasiri ba điều: "Đừng tưởng rằng 800 triệu là món tiền lớn, có được của chứ bao giờ cho ai. Luôn luôn ráng kiếm thêm nhiều nữa, nếu hơ hỏng tiền bạc sẽ lọt qua kẻ tay, tuy từng chút nhưng chắc chắn của cải sẽ bay mất." Và kết luận: "Xem kìa hương sắc phai dần, kiến tha về tổ chuyên cần làm sao. Ông kia hút mật siêng năng, người khôn chăm sóc kỹ càng gia đình." Sau đó ít lâu, ông chỉ chỗ 5 kho của cải cho con trai rồi qua đời, bị ô danh vì tính keo kiệt. Ông đầu thai vào một trong số 1000 nhà chiên Đà La tại một ngôi làng kế Xá Vệ. Vua Hay Tinh phong cho con trai thừa kế ông làm chưởng khố. Kẻ giận rủi trong nhà. Ngàn gia đình này làm thuê kiếm sống, nhưng kể từ ngày bà mẹ mang thai ông, họ không kiếm ra nổi một đồng bạc cũng như một méo gạo để nuôi thân. Họ xì xào với nhau: "Cậu đang làm lụng mà không đào ra nổi một hộp cơm, chắc phải có một tên giận đen trong chúng ta." Họ chia ra hai nhóm điều tra cặn kẽ, loại ra tên xấu số đó và đuổi mẹ ông đi.
Từ lúc mang thai ông, bà phải vất vả lắm mới sống lay lất qua ngày, cuối cùng cũng sinh được bé trai. Tay chân mặt mũi miệng cậu bé không nằm đúng chỗ, nên trông cậu bé thật quái dị, y như một tên quỷ đen đuổi gớm ghiếc. Tuy vậy, bà mẹ vẫn không bỏ rơi đứa con mang nặng đẻ đau. Tình mẹ thật bao la. Bà rất chật vật để nuôi con. Nếu mang theo ra đường thì chẳng nhận được gì, nếu để ở nhà thì còn được chút ít. Cậu bé lớn lên và khi đến tuổi xin ăn được, bà mẹ đặt một miếng sành vào tay bảo: "Mẹ con ta thật khốn đốn cùng quẫn, mẹ không nuôi nổi con nữa. Con hãy đi xin, trong thành người ta bố thí cho người nghèo và du sĩ." Cậu bé đi xin từng nhà, cuối cùng đến nhà mà trong kiếp trước cậu là chưởng khố A Nan. Nhớ lại tiền kiếp, cậu bước thẳng vào trong, qua hết ba phòng mà chẳng ai trông thấy. Đến phòng thứ tư, mấy đứa con nhỏ của chưởng khố Mulasiri hoảng sợ bật khóc. Đám gia nhân rượt đẩy cậu ta đánh đuổi đi. "Cút đi, cút đi, tại sao dám vào đây?" "Cút đi, quái vật hết đứa nói à." Rồi xô cậu vào đống rác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang đi cất thực với trưởng lão A Nan và đến đúng nhà ấy. Để trả lời câu hỏi của trưởng lão, Thế Tôn kể sự tình. Trưởng lão gọi Mulasiri đến, thế là đám đông tụ tập quanh. Mulasiri không nhìn ra ai khi Thế Tôn chỉ tên ăn mày. Thế Tôn bảo: "Đó là cha ngươi." Mulasiri không tin. Phật bảo tên ăn mày, tức chưởng khố A Nan, và chỉ cho năm kho của cải. Cậu ta chỉ đúng, Mulasiri tin chắc và quy y Phật. Thế Tôn nói pháp cú cho ông: "Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có. Con đâu, tài sản đâu?" Đức Quan Âm Hương Tích cư trú ở núi Hương Tích bên bờ biển Nam Hải. Ngài thường thường có mặt ở miền Duyên Hải Việt Nam để cứu độ mọi người. Xuất thân là một cô công chúa tên là Diệu Thiện, nên Ngài cũng được gọi là Quan Âm Diệu Thiện. Công chúa không phải là người Việt, mà là người nước Hưng Lâm, phía đông Thiên Trúc. Công chúa có hai người chị đầu tên là Diệu Thanh, chị kế tên là Diệu Âm. Ba chị em đều là những người thông minh, hiền lành và có hiếu với cha mẹ. Vua Diệu Tram và Hoàng hậu không có con trai nên rất cưng quý ba cô công chúa này. Không có hoàng tử để nối nghiệp, vua định tìm phò mã cho ba cô công chúa, nghĩ rằng sau này sẽ chọn một trong ba người để trao quyền ngôi báo. Hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm tuy đã đi lấy chồng, nhưng vì cung phủ của họ rất gần, cho nên thỉnh thoảng vẫn còn đến thăm mẹ và em gái. Công chúa Diệu Thiện đẹp lắm, tóc nàng như mây, da nàng như tuyết, miệng nàng như sen. Vì là công chúa thứ ba nên nàng thường được dân chúng gọi là chú ba. Chú ba không ưa ở cả ngày trong cung điện. Nàng thường xin phép vua và hoàng hậu đi ra ngoài để tiếp xúc với dân chúng và xem thần dân của cha nàng sinh sống ra sao và cuộc đời của họ có những vui khổ nào. Vì vậy, chú ba biết được nhiều khía cạnh của cuộc sống nhân giả. Nàng thấy được tình trạng nghèo đói, bệnh tật và bất công trong xã hội. Cũng như Bụt Thích Ca ngày xưa, chú ba thao thức muốn làm được một cái gì để cho cuộc đời bớt khổ. Từ thuở còn ấu thơ, nàng đã biết thương người. Một hôm đi chơi ngoài cửa thành với hai chị, Diệu Thiện đã bảo quân hầu đem hết phần bánh và xôi của mình mà phân phát cho các đứa trẻ đói bên đường. Năm đó Diệu Thiện mới có 7 tuổi. Chính Diệu Thiện đã chạy tới và tự đưa nắm xôi trên tay của mình cho một em bé gái cùng tuổi, áo quần rách rưới và tay chân teo lại vì thiếu ăn. Có lần chính mắt Diệu Thiện trông thấy một thiếu phụ với đứa hài nhi của bà trong tay vừa đi lang thang ngoài đường vừa khóc.
đứa bé đã chết vì thiếu thức ăn và thuốc men. Từ đó, mỗi lần được phép đi ra cửa thành chơi, Diệu Thiện thường lén đem theo thóc lúa và giải bô trong kho để chia tặng cho những gia đình nghèo khổ. Hai chị Diệu Thanh và Diệu Âm bao giờ cũng chiều em và không khi nào mách lại điều đó với vua và hoàng hậu. Người lính hầu đánh xe ngựa cho ba chị em đi chơi cũng không bao giờ dám thóc mách. Từ ngày hai chị lớn lên và đi lấy chồng, Diệu Thiện không còn được phép đi ra ngoài thành nữa. Nhưng trong trí nàng, cảnh tượng nghèo khổ và bệnh tật của dân chúng vẫn còn in rõ. Công chúa tự nhủ, sau này trở thành người lớn, sẽ cố gắng làm mọi cách để giúp nước, giúp dân. Từ mấy năm nay, ngoài thì giờ học hành và thêu may, công chúa chỉ biết thơ thẩn một mình trong hoa viên. Vườn Thượng Nguyễn là nơi công chúa hay đến dạo chơi và ngồi trầm tư, tìm cách cứu khổ cho đời. Năm chú ba được tròn 19 tuổi, vua và hoàng hậu muốn tìm người để lập phò mã thứ ba. Một hôm, vua gọi công chúa vào và bảo: "Con đã đến tuổi lấy chồng, trong triều có nhiều vị quan văn và quan võ còn trẻ tuổi. Con thấy có ai ưng ý thì cứ cho ta biết, ta sẽ chọn người đó." Chú ba đã từng suy nghĩ về điều này rồi, nàng quỳ xuống tâu với vua: "Con xin phép phụ hoàng cho con xuất gia đi tu, con không muốn lấy chồng." Chú ba đã nói lên được điều nàng ấp ủ trong lòng từ lâu. Chú biết thế nào là đời sống của một cô công chúa có chồng. Hai chị Diệu Thanh và Diệu Âm từ ngày lấy chồng đã trở nên rất bận rộn. Mỗi lần đến thăm nàng, họ chỉ ở lại được nhiều lắm là một khắc. Và chị em không còn có cơ hội cười đùa và dạo chơi trong vườn Thượng Nguyễn như ngày xưa. Cả ba chị em gần đây đã không còn tiếp xúc được với cuộc sống của dân chúng bên ngoài nữa. Chú ba không để ý tới việc chồng con, nàng chỉ nghĩ tới việc cứu người và giúp đời. Nàng nghĩ rằng đi lấy chồng tức là tự giam mình vào trong một thế giới nhỏ hẹp. Nàng nhớ hồi nhỏ, có lần ra khỏi nội thành, nàng gặp một sư cô đang chăm sóc và rửa ghẻ cho mấy đứa trẻ em. Nàng nghĩ nếu đi tu làm sư cô thì nàng cũng sẽ có thể gần gũi được những người đau khổ để giúp họ. Vì vậy Diệu Thiện đã tâu với vua là nàng muốn đi tu. Nghe cô con gái đòi đi tu, vua giật mình. Vua không hiểu được chú ba. Vua thường bận rộn việc triều đình, cho nên ít có thời giờ gần gũi các con. Vua cho là công chúa sinh chứng, vua bảo Diệu Thiện: "Cuộc đời của người tu hành cực khổ lắm, con không chịu đựng được đâu. Cuộc đời vua chúa là cuộc đời sung sướng nhất, trong khi cuộc đời của con người tu hành là cuộc đời khổ cực nhất. Con là con vua, tại sao lại nghĩ đến chuyện tu hành? Con nên nghĩ lại và vâng lời cha." Chú ba vẫn quỳ dưới gối vua. Chú thông thả trình bày cho vua nghe tất cả nỗi lòng của chúa. Nhưng vua vẫn không hiểu được Diệu Thiện. Vua cho là con gái cứng đầu. Xưa nay chưa có ai dám trái lời vua như công chúa. Vua nổi cơn lôi đình, đòi đem công chúa ra chém đầu. Hoàng hậu khóc lại mãi, vua mới tha. Theo lời khuyên của hoàng hậu, vua đẩy công chúa ra vườn Thượng Nguyễn, không cho công chúa sống trong cung điện nữa. Vua nghĩ rằng sau một vài ngày sống trong cảnh màn trời chiếu đất, công chúa sẽ bỏ ý định xuất gia. Mỗi ngày một lần, quân hầu đem ra cho công chúa một bát cơm và một đĩa muối mè, thức ăn phổ thông của các chùa chiền trong nước. Sau một tháng sống ở ngự viên, chú ba vẫn không bỏ ý định xuất gia. Nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn cả ở trong cung điện. Nàng tập ngồi thiền và đi thiền. Nàng học sử dụng cuốc, xẻng và cào để chăm bón các khóm hoa và các bụi trúc. Nàng ăn cơm với muối mè rất ngon miệng. Hoàng hậu và hai chị có tới thăm và khuyên nhủ nàng bỏ ý định xuất gia, nhưng tâm nguyện nàng vẫn không hề suy chuyển. Thế giải pháp đầy ra vườn hoa không có hiệu quả, vua tìm giải pháp khác.
vua cho phép chú Ba đi tập sự xuất gia tại chùa Chủ Đoài ở Kinh Đô và mật lệnh cho hòa thượng trụ trì chùa phải bắt chú Ba làm việc rất nặng nhọc để nàng thối chí. Được vua cho đi tu, chú Ba mừng rỡ. Nàng được thọ giới tại chùa Vũ Đoài làm sư cô. Chùa lớn lắm, có cả mấy trăm thầy và sư cô. Chú Ba được ở chung với các sư cô bên ni viện. Chú phải thức dậy lúc 3 giờ sáng và phải chấp tác từ 3 giờ sáng đến 11 giờ khuya. Phải gánh nước, giã gạo, trồng khoai, nấu bếp và rửa chén. Công việc giao cho Diệu Thiện là công việc của 3 hay 4 người. Các sư cô có lệnh không ai được giúp đỡ chú Ba. Ngoài công việc chấp tác, Diệu Thiện còn phải học kinh và bái sám nữa. Nào kinh Lăng Nghiêm, nào luật Sa Di, nào luận Khởi Tính. Công chúa tìm ra được cách vừa lặt rau vừa học bài, vừa cuốc đất vừa ôn kinh. Có mấy sư cô trẻ thấy chú Ba làm việc nặng quá nên đã sinh lòng thương cảm. Họ lén lút giúp chú Ba. Khi chú Ba ra giếng gánh nước, ở nhà họ vo gạo và rửa rau cho chúa. Khi trở lại giếng nước, chú Ba đã thấy có hai thùng nước đầy sẵn chỉ việc gánh về. Trong chùa người ta đồn là đã có rồng tới lấy nước giúp chúa và có chim tới lặt rau thay chúa. Tuy làm việc suốt ngày, nhưng chú Ba vẫn học thuộc kinh luận như mọi người. Có khi lại thông hiểu kinh luận hơn mọi người là khác. 6 tháng trôi qua, không thấy công chúa nản lòng, vua lại nổi trận lôi đình. Vua cho là hòa thượng trụ trì đã không tuân lệnh vua và đã dung túng công chúa. Vua truyền lệnh đốt chùa. Vào một đêm không trăng sao, lúc chư tăng chùa Chủ Đoài còn trong giờ chỉ tịnh, lính nhà vua tới bao vây chùa rồi phóng hỏa đốt chùa. Ngọn lửa bốc cao, tiếng người la ơi ới. Sư cô Diệu Thiện được một bạn đồng tu cho biết là lính của vua đã được lệnh tới đốt chùa. Sư cô chạy ra thì thấy lửa đã cháy lan tới tăng đường. Lính tráng vây quanh không cho tăng ni chạy thoát. Họ được lệnh đốt chùa và đốt luôn cả mấy trăm tăng ni, trong đó có cả sư cô Diệu Thiện. Sư cô Diệu Thiện rơi nước mắt, nghĩ rằng vì mình mà tất cả tăng ni trong chùa đều sẽ bị chết oan. Sư cô chắp tay lại thành búp sen, tập trung tâm ý và cầu cứu tới chư Bụt và chư Bồ Tát mười phương. Rồi sư cô cắn ngón tay út cho chảy máu và đẩy giọt máu vào trong lửa. Đột nhiên trên trời có tiếng sấm động và mưa bắt đầu trút xuống ngào ngào. Lửa tắt, quân lính nhà vua cũng bị ướt, họ rút về. Sáng ngày hôm sau, họ tâu lại tự sự với vua. Vua tức giận tức cực điểm, vua truyền lệnh bắt lấy chú Ba và đem chém ngay vào tối đêm hôm ấy tại pháp trường ở ngoại thành. Hoàng hậu giang sinh đến cách mấy, vua cũng không bớt giận. Hai công chúa Diệu Âm và Diệu Thanh quỳ dưới chân vua mà khóc lóc, vua cũng không đổi ý. Dân chúng xôn xao. Tối hôm đó, hàng chục ngàn người kéo nhau tới pháp trường để cầu nguyện cho chú Ba. Vua Diệu Trang đích thân tới pháp trường để chứng kiến cái chết của cô công chúa mà vua cho là bất trung và bất hiếu. Đèn đuốc sáng trưng, sư cô Diệu Thiện hai tay bị trói đằng sau lưng, được hai tên lính điệu ra giữa pháp trường. Sư cô thản nhiên niệm Bụt cầu cho vua cha thoát khỏi nghiệp báo. Dân chúng vòng trong vòng ngoài kêu khóc như ri. Đã đến giờ xử trảm, sau lệnh của trảm quan, ba hồi trống nổi lên giống dạc. Chú Ba đang quỳ giữa pháp trường, đầu cúi xuống, cổ đưa ra đón chờ lưỡi dao của người đao phủ giữ lại đang đứng một bên. Hồi trống thứ ba vừa chấm dứt, đao phủ thủ vừa đưa chiếc dao sáng loáng lên cao thì một trận cuồng phong thổi tới làm tắt hết đèn đuốc ở pháp trường. Một con bạch hổ ở đâu phóng tới và gầm lên làm mọi người kinh hãi lùi lại. Đao phủ thủ tối tăm cả mặt mày, lưỡi trảm đao của ông ta rơi xuống đất nghe keng một cái.
khi đèn đuốc được thắp trở lại, thì người ta không còn thấy sư cô Diệu Thiện ở đâu nữa. Ai cũng nói rằng cọp trắng đã nhảy vào và mang công chúa đi rồi. Bạch Hổ mang chú Ba vào rừng, lên núi rồi đi xa, rất xa, vượt biên giới nước Hương Lâm và đi lên miền cao nguyên của một nước lạ. Tới một dãy núi kia, cọp đặt công chúa nằm xuống ở một cội cây rồi bỏ đi. Sư cô được hai tên quỷ sứ dẫn đi coi các cửa ngục dưới âm phủ và chứng kiến những hình phạt của các tội nhân. Những người này hồi còn sống trên dương gian đã làm nên nhiều tội ác, nên nay xuống âm phủ bị quỷ sứ hành hình. Người nói dối thì bị kéo lưỡi, người sát nhân thì bị liệm vào rừng gươm giáo, người bất hiếu bị đội dòng lửa, người ích kỷ bị nhốt suốt ngày đêm trong một căn phòng u tối, người chế tạo buôn bán võ khí bị ôm những viên pháo nổ cho tan xương và nát thịt, người tham lam bị buộc phải ăn những viên sắt nung đỏ, người tàn nhẫn bị ôm những cục đồng nóng bỏng, da thịt họ cháy xém làm bay lên một mùi khét lẹt. Sư cô Diệu Thiện nghĩ là mình đã chết, và hiện hai tên quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đang đưa mình tới một nơi nào dưới âm phủ. Tất cả những tên quỷ sứ dưới địa ngục đều có vẻ tàn ác, riêng hai tên quỷ sứ dẫn nàng đi thì lại rất lễ phép. Sư cô lên tiếng hỏi chúng để xem chúng đang dẫn sư cô đi đâu. Một tên trả lời: Bạch sư cô chưa chết đâu. Vua Diêm Vương muốn mời sư cô xuống thăm cõi âm cho biết và luôn dịp để vua được gặp gỡ sư cô. Chúng con đang đưa sư cô đến gặp ngài. Một lát sau, sư cô Diệu Thiện vào đến cung điện thâm nghiêm của Diêm Chúa. Ở đây mọi người đều lễ phép. Diêm Chúa tự thân ra cổng điện để đón sư cô vào. Ông cũng biết chắp tay thành bút sen để chào Diệu Thiện. Vua cõi âm mời sư cô uống trà sen, rồi triền quân hầu đem lên dâng một trái đào. Trái đào được đặt trên một chiếc khay bằng ngọc. Vua ân cần mời sư cô ăn đào, nói rằng đó là một trái đào tiên, ăn vào thì phục hồi được sức khỏe. Vua hỏi thăm sư cô Diệu Thiện để biết sư cô đã được đi xem qua những cảnh tượng địa ngục chưa. Nghe vua hỏi, Diệu Thiện nhớ lại tất cả những cảnh tượng đau thương và hãi hùng mà sư cô vừa thấy. Sư cô chắp tay nhắm đôi mắt lại và phát nguyện cứu độ cho mọi loài. Định lực của sư cô rất mạnh, tâm niệm của sư cô rất thành. Năng lượng ấy đã khiến cho thế giới địa ngục rúng động, tiếng kêu thương của chúng sanh tự nhiên bật đứt. Diêm Chúa chắp tay lại khen ngợi: Đức từ bi của ngài thật rộng lớn và mầu nhiệm. Những cảnh khổ dưới địa ngục đã giảm bớt rất nhiều nhờ tâm lực của ngài. Thôi, quả nhân không dám giữ ngài lại lâu. Xin cho người đưa ngài trở về dương thế. Quả nhân tin chắc rằng ngài sẽ tu hành rất tinh tiến và sẽ thành đạo ngay nội trong kiếp này. Nói xong, vua bảo hai tên quỷ sứ đưa chú Ba về trần. Nhìn lại, sư cô Diệu Thiện thấy hai tên quỷ sứ không còn mang đầu trâu mặt ngựa nữa. Họ đã biến thành những người thường, mặt mũi hiền lành. Họ đưa sư cô vượt qua 10 cửa ngục. Tất cả những cảnh tượng não lòng mà sư cô từng thấy trước đây đã hoàn toàn biến mất. Địa ngục đã trở nên một nơi yên tĩnh và vắng vẻ. Tới một cây cầu bắc ngang qua sông, hai người lính hầu chắp tay thưa với sư cô rằng bên kia sông là Dương Trần và sư cô chỉ cần vượt qua cầu là tới. Họ được lệnh không được sang bên kia bờ. Sư cô cảm ơn hai người rồi nhẹ bước lên cầu. Tới giữa cầu nhìn xuống nước, sư cô thấy nước chảy xiết quá, chóng mặt, sư cô sẩy chân rơi xuống sông. Vừa lúc ấy thì sư cô tỉnh dậy. Sư cô Diệu Thiện tỉnh dậy
thì thấy mình đang nằm trên núi, trong một bóng cây, hai tay bị trói sau lưng. Sư cô nhớ lại những gì đã xảy ra cho mình. Lính của vua cha tới đốt chùa, mình bị vua cha đem ra xử chém. Cọp trắng nhiễm vào pháp trường mang mình đi. Mình ngất đi trên lưng cọp, rồi mình nằm mơ, thấy xuống thăm cõi âm. Đây là đâu? Sư cô Diệu Thiện tự hỏi. Có thể là cọp trắng đã đem mình lên đây. Sư cô cảm thấy dây trói hai tay mình rất lỏng lẻo. Không nỡ để sư cô bị đau, người lính đã chí quấn dây hai cổ tay sư cô cho có lệ. Lần gỡ một hồi, sư cô Diệu Thiện tháo được tay ra. Vừa lúc ấy, có nhạc ngựa văng vẳng. Sư cô vừa đứng được dậy, thì trước mặt xuất hiện một người trai trẻ, dung mạo khôi ngô, tay cầm cương ngựa, theo sau là một con ngựa hồng. Người đó hỏi thăm sư cô là ai, tại sao lại đứng một mình trên chốn núi non quạnh quẽ này. Sư cô Diệu Thiện kể cho người kia nghe về thân thế mình. Người trai trẻ nói cho sư cô biết là hiện sư cô đang ở trong địa phận nước Đại Việt, trên dãy núi Tam Đảo. Người đang nói chuyện với công chúa là hoàng tử nước Đại Việt, tên là Lý Phật Mã, đang một mình một ngựa dạo chơi những nơi non nước thanh tú của quê hương chàng. Nghe chuyện sư cô, hoàng tử rất lấy làm thương cảm. Tuy đã xuất gia và ăn mặc nâu sòng, sư cô vẫn đẹp như hồ sen một buổi sớm mai. Hoàng tử đề nghị sư cô trở về với đời sống tại gia và hứa là nếu sư cô đồng ý, chàng sẽ cầu hôn với công chúa. Chàng nói rằng nếu công chúa bằng lòng, chàng sẽ đưa công chúa về thành Thăng Long để trình với phụ vương làm vua Lý Thái Tổ. Sư cô Diệu Thiện thưa với hoàng tử Đại Việt là sư cô đã nhất quyết muốn sống cuộc đời xuất gia rồi. Thái tử Phật Mã cũng là người Phật tử nên hiểu ngay và rất kính trọng chí nguyện xuất gia của sư cô. Chàng nói, vậy thì xin sư cô ở lại nước Đại Việt mà tu hành cho tới khi thành đạo, đừng có trở về bên quý quốc mà gặp hiểm nguy. Cách đây chừng mấy ngày đường, có một động đá rất đẹp, gọi là động Hương Tích. Nếu sư cô bằng lòng, tôi sẽ đưa sư cô về đó để mà ẩn tu. Động Hương Tích thuộc về địa phận làng Dục Khê, ở phủ Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông. Tôi đã tới đây hai lần và thấy chúng đó là một nơi tu hành rất thuận lợi. Thái tử Phật Mã nhường ngựa cho sư cô Diệu Thiện ngồi. Chàng cầm cương dắt ngựa đi mãi, đi mãi. Ba ngày sau thì tới được sơn phận làng Dục Khê. Tới đây, thái tử buộc ngựa, thuê một chiếc thuyền nan, rồi mời sư cô Diệu Thiện xuống thuyền. Chàng tự tay chèo thuyền đưa sư cô đi. Con sông chảy quanh co giữa hai bờ núi, cảnh tượng thật là màu nhiệm. Từ màu trời, sắc nước cho đến hình cỏ bóng cây nơi nào cũng đẹp. Thái tử chỉ cho sư cô Diệu Thiện xem một ngọn núi trông giống như một con voi phục. Sư cô Diệu Thiện thấy như voi đang đưa cái vòi của nó chúc xuống ruộng lúa. Bên đầu voi rõ ràng là một cái tai voi. Lên bờ, thái tử đưa sư cô leo núi, đi lên động Hương Tích. Hai người trèo tới xế chiều thì vào tới cửa động. Tới đây, thái tử xin phép trở về sớm Dục Khê kẻo trời tối. Sáng mai, chàng phải lấy ngựa về kinh đô cho kịp giờ hẹn với phụ vương. Tìm được nơi thuận lợi để tu hành, sư cô Diệu Thiện mừng lắm. Tại động Hương Tích này, sư cô có nơi tụng kinh, nơi ngồi thiền, nơi nằm ngủ, nơi giặt áo, nơi trồng rau. Trong thời gian tu học tại chùa Vũ Đoài, sư cô đã học được rất nhiều điều mà sư cô có thể đem ra ứng dụng. Thực phẩm của sư cô là trái cây, rau lá và khoai củ đào được. Trong những tháng đầu, sư cô không được ăn một hạt ngũ cốc nào. Sau đó, có một bác tiều phu lên núi đống củi đã khám phá ra sự có mặt của sư cô. Bác đem cúng dường một ít gạo để thỉnh thoảng sư cô nấu cơm. Sư cô tu hành rất tinh tiến,
Trong lúc sư cô ngồi thiền, chim và vượn thường tìm đến gần. Chim và vượn thường kêu hót vang rừng, nhưng mỗi khi kéo tới gần sư cô thì chúng im lặng. Có khi chúng hái các loại trái cây đem để trước mặt sư cô. Nhiều khi xuất định thấy trái cây để sẵn trước mặt, sư cô mỉm cười. Chim và vượn trong rừng chẳng mấy lúc đều đã trở thành bạn thân của sư cô Diệu Thiện. Có khi ngoài trái cây trong rừng, chúng còn hái đem tới cho sư cô nhiều thứ hoa lá kỳ lạ và thơm tho nữa. Tu hành được khoảng 4 năm, trí tuệ của sư cô Diệu Thiện bỗng nhiên bừng tỏa. Sư cô đã thấy được đạo. Ngồi ở trong động, sư cô có thể nghe được tiếng kêu khóc của mọi loài trên thế giới. Ngồi ở trong động, sư cô có thể thấy được cảnh tượng khổ đau của muôn loài chúng sanh. Từ đó, sư cô thỉnh thoảng xuống núi, vào làng dạy đạo cho người lớn và thiếu nhi trong làng. Sư cô lại còn cứu giúp những người bệnh tật và nghèo khổ trong xóm. Thiếu nhi tới học đạo với sư cô rất đông. Sư cô dạy cho thiếu nhi nào văn hóa, nào đạo đức, nào tình thương và nào hành động. Có hai thiếu nhi xin được theo sư cô vào núi để học đạo, một trai một gái. Em trai là con mồ côi được sư cô đặt tên là Thiện Tài. Em gái là con một người dân chài. Nó đã được sư cô cứu cho khỏi chết đuối một lần gần bến đục. Sư cô đặt cho nó tên là Long Nữ. Thiện Tài và Long Nữ đều là những đứa thiếu nhi thông minh, nên học đâu hiểu đấy. Ba thầy trò sống trên động Hương Tích rất tương đắc và hạnh phúc. Ngoài việc học chữ, học kinh, thiền tọa và thiền hành, hai thiếu nhi còn biết trồng rau, trồng khoai và trĩa bắp. Họ còn theo thầy đi hái các thứ dược thảo trong rừng để về làm thuốc chữa bệnh cho dân làng. Tiếng đồn truyền đi từ hai thôn Dục Khê và Yến Dĩ tới khắp cả phủ Mỹ Đức là trên động Hương Tích có một tiên nhân có thể chữa lành cho nhiều người bệnh, kể cả những cơn bệnh thập tử nhất sinh. Thiện Tài và Long Nữ chưa biết sư cô là một bà công chúa nước ngoài. Họ chỉ biết thầy họ là một người có trí tuệ cao vời và tình thương rộng lớn. Sư cô thường nhắc với hai trẻ rằng làm thuốc mà hay là nhờ ở sự hiểu biết và lòng thương yêu. Hai người đệ tử của sư cô đều siêng năng và can đảm. Cả hai đều tu học tinh tiến. Họ trở nên những người phụ tá đắc lực của sư cô. Họ rất thương yêu và cung kính sư cô. Nhưng họ chưa biết rằng sư cô đã đắc đạo, đã thành Bụt, nghĩa là đã trở thành một bậc giác ngộ lớn. Có đêm nhìn vào động trong, họ thấy ánh sáng chói lòa. Thầy của họ ngồi tĩnh tọa trong ấy và ánh sáng phát ra từ trên trán và khắp châu thân. Có những buổi sáng, ngồi nghe sư cô giảng kinh bên bờ suối, hai người nhận thấy chim chóc trên rừng bay đến đậu thật nhiều trên những cành cây kế cận và cá ở dưới nước cũng đến gần để chăm chú nghe kinh. Cả hai người tâm nguyện sẽ tu hành tinh tiến để đạt tới trình độ của thầy. Một buổi sáng nọ, khi vào động trong để dâng trà nước cho thầy, Long Nữ thấy thầy mình ngồi yên trên thạch bàn, hai mắt lộ vẻ buồn. Long Nữ bạch hỏi, thì sư cô bảo là thân phụ của sư cô đang bị tai nạn, sư cô phải đi cứu chữa. Long Nữ hỏi chừng nào sư cô đi thì sư cô không trả lời. Sư cô chỉ dặn là suốt buổi sáng ngày hôm ấy, hai anh em đừng vào trong động, để yên cho sư cô ngồi nhập định. Trong định, sư cô thấy vua Diệu Trang nằm bệnh trong cung ở nước Hương Lâm, tay chân bại liệt. Sư cô thấy nghiệp xấu mà vua cha đã gây trong quá khứ bây giờ đang trở lại làm hại người. Trước đây, vua đã từng tạo ra nhiều cuộc chiến tranh
khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Vua lại còn có bản tính kiêu hãnh và nóng nảy, khiến cho hành động của vua thường thiếu sáng suốt. Hiện giờ trên giường bệnh, vua đau đớn không sao kể xiết. Tất cả các thầy thuốc giỏi trong nước đã chịu bó tay. Vua truyền yết bản khắp nhân gian, hứa rằng ai chữa lành bệnh cho vua thì sẽ được vua truyền cho ngôi báo. Không rời khỏi động Hương Tích, sư cô Diệu Thiện dùng thần lực quá thân làm một ông thầy thuốc già tới trước cửa cung điện, giật lấy tấm bản đòi vào chữa bệnh cho vua. Quân hầu đưa người thầy thuốc già vào cung chẩn bệnh. Ông thầy thuốc tâu với vua rằng bệnh vua là bệnh nan y, chỉ có thể chữa trị được bằng cách đi xin một cánh tay và một con mắt của một vị tiên nhân tu hành đắc đạo về để luyện thuốc uống. Ai cũng cho đó là điều không thể làm được. Vua nói: ai lại chịu cho người khác cắt tay và móc mắt mình bao giờ? Ông thầy thuốc quỳ tâu: hạ thần có biết một vị tiên nữ đắc đạo trên núi Hương Tích ở nước Đại Việt, đó là một bậc Bồ Tát có lòng từ bi rất lớn. Nếu bệ hạ cho một phái đoàn sang xin thì chắc chắn là người sẽ ban cho tay và mắt. Rồi ông thầy thuốc vẽ bản đồ chỉ đường cho phái đoàn sang nước Đại Việt. Riêng ông ở lại trong cung để làm con tin. Các quan nói nếu phái đoàn đi về mà không xin được mắt và tay của tiên nhân thì ông thầy thuốc sẽ bị đem ra xử trảm. Phái đoàn nước Hương Lâm tới được làng Dục Khê sau 30 ngày trèo non lặn suối. Thiện Tài và Long Nữ được thầy phái ra bến đục rước họ lên động. Sư cô móc một con mắt bên trái và chặt một cánh tay trái trao cho phái đoàn đem về. Với tay và mắt ấy, ông thầy thuốc đã bào chế nên một thứ linh dược chữa được cho vua Diệu Trang lành một bên thân thể. Vua đã có thể cử động được tay trái và chân trái, nhưng tay phải và chân phải của vua vẫn còn giữ nguyên tình trạng cũ. Ông thầy thuốc đề nghị là phải xin nốt con mắt và cánh tay còn lại của tiên nhân. Vua, hoàng hậu và các quan ai nấy cũng thấy điều đó là quá mức, nhưng ông thầy thuốc đã quỳ xuống tâu: người tu hành có tâm địa rộng rãi, không bến bờ, hạ thần tin chắc nếu bệ hạ cho người đến xin, Đức Bồ Tát sẽ vui lòng bố thí. Phái đoàn lại lên đường và xin được mắt phải và tay phải của sư cô Diệu Thiện. Lần này vua được hoàn toàn bình phục. Trong lòng vua cũng như trong lòng hoàng hậu nảy sinh ra một tâm niệm biết ơn và cảm phục. Trung thành với lời hứa, vua truyền lệnh chuẩn bị để làm lễ trao truyền ngôi báo cho vị lương y già. Trong thời gian bệnh hoạn, vua đã có dịp hồi tưởng lại quãng đời quá khứ của mình và thấy được những sai lầm mà vua đã mắc phải. Vua nguyện sám hối và sống cho xứng đáng với tấm lòng quảng đại của bậc tiền nhân Bồ Tát bên nước Đại Việt. Vua thành thực muốn truyền ngôi báo cho ân nhân mình là ông thầy thuốc, nhưng vị lương y này không nhận. Ông thầy thuốc từ biệt ra đi mà không nhận bất cứ một sự đền ơn nào của vua. Vua rất lấy làm cảm phục. Vua truyền lệnh sắm sửa xe loan để vua và hoàng hậu thân hành sang nước Đại Việt bái kiến và cảm tạ tiên nhân. Vua, hoàng hậu và đoàn hộ giá vừa ra khỏi biên giới thì có âm mưu đảo chính tại nước Hưng Lâm. Các phò mã của vua Diệu Trang là những người chủ chốt cuộc âm mưu. Họ dùng quân đội lật đổ chính quyền và chiếm đoạt ngôi báo. Phò mã thứ nhất, chồng của công chúa Diệu Thanh lên làm vua. Phò mã thứ hai, chồng của công chúa Diệu Âm lên làm tể tướng. Họ đem giam vào ngục tối tất cả mọi thành phần chống đối, trong đó có cả công chúa Diệu Thanh, công chúa Diệu Âm và các quan đại thần nhiếp chính. Tại động Hương Tích, sư cô Diệu Thiện thấy được tất cả những điều ấy. Sư cô thấy trong ngục tối, hai chị của sư cô trở nên tỉnh thức và bắt đầu ăn chay, ngồi thiền và niệm Phật.
Lập tức sư cô cùng hai vị đệ tử tọa thiền nhập định và hóa thân đi về nước Hương Lâm để giải cứu đất nước. Ba thầy trò hóa thân thành ba người học trò. Chỉ trong vòng 5 hôm, họ điều động được dân chúng và quân đội chiếm lại chính quyền, giải phóng tất cả những người bị giam cầm và đưa quyền bính lại cho quan đại thần giúp chính. Công việc xong xuôi, họ đưa hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm lên đường đuổi theo phái đoàn hành hương của vua và hoàng hậu. 10 hôm sau, hai công chúa theo kịp và thắt tùng vào phái đoàn. Ba người học trò sau khi hộ tống hai công chúa theo kịp phái đoàn hoàng gia đã giả từ để trở về kinh đô nước Hương Lâm. Trên con đường về núi Hương Tích, hai công chúa kể lại mọi tình tiết về cuộc đảo chính cho vua và hoàng hậu nghe. Vua và hoàng hậu tuy rất buồn vì lòng người phản trắc, nhưng vẫn cương quyết một lòng tiếp tục cuộc hành hương sang Đại Việt. Ở núi Hương Tích, Thiện Tài và Long Nữ chuẩn bị đón tiếp phái đoàn hoàng gia. Hai người đệ tử của sư cô bây giờ đã biết rõ tung tích sư cô. Họ rất sung sướng được làm những người đệ tử thân cận nhất của sư cô, mà họ biết là một vị Bồ Tát lớn. Thầy của họ đã thành một Quán Âm, nên có cả ngàn con mắt và ngàn cánh tay. Nhận thức và hành động của sư cô thật là quảng đại, không thể đo lường. Bố thí hai cánh tay và hai con mắt mà pháp thân của sư cô vẫn không hề suy suyển. Hóa thân của sư cô còn là vô số vô biên. Sáng hôm đó, biết là phái đoàn hoàng gia nước Hương Lâm sẽ tới, nên hai anh em Thiện Tài và Long Nữ đã đợi sẵn ở bến đục với một chiếc thuyền rộng. Hai người giả dạng làm người đưa thuyền. Họ rước vua, hoàng hậu và hai công chúa lên thuyền. Đoàn tùy tùng phải ở lại bến để đợi lệnh. Thuyền lướt nhẹ trên dòng sông im lặng. Mọi người lặng yên ngắm trời, ngắm mây, ngắm núi, ngắm nước. Cảnh tượng Hương Sơn thật là thanh tú và màu nhiệm. Tới bến, mọi người bắt đầu leo trèo để lên động Hương Tích. Lên tới động, Thiện Tài mời vua, hoàng hậu và hai công chúa ngồi nghỉ trên những tấm thạch bàn ở trước cửa động, trong khi Long Nữ đi nấu nước hồng mai làm trà thết đãi. Trên núi Hương Tích có rất nhiều gốc mai già cằn cỗi. Ba thầy trò đã đốn những gốc mai ấy và chẻ ra để làm trà uống rất thơm. Họ gọi đó là thiền trà. Gỗ mai màu hồng nên trà cũng màu hồng. Sau khi mọi người đã nghỉ ngơi và uống trà, Long Nữ đứng dậy chỉ đường cho vua, hoàng hậu và hai công chúa vào động. Sư em Long Nữ đã được lệnh Phật Bà đứng hầu ngoài cửa động với sư anh Thiện Tài. Vua, hoàng hậu và hai công chúa từ từ tiến vào trong động. Cảnh tượng trang nghiêm và lặng lẽ. Tuy họ đi rất nhẹ mà bước chân họ vẫn có âm vang vào trong lòng động sâu thẳm. Muôn ngàn thạch nhũ rủ xuống như những chiếc màn từ trần động buông xuống đủ màu. Ánh sáng yếu dần, mọi người dừng lại trước một cái rèm thạch nhũ ngăn cách động trong và động ngoài. Đứng phía trước rèm, vua Diệu Trang kính cẩn lên tiếng chào vị thiên nhân đã từng cứu mạng cho mình. Chúng tôi là phái đoàn hoàng gia nước Hương Lâm, kính xin ra mắt thiên nhân. Những âm thanh vang vào vách động và vọng lại tai bốn người. Sau đó là im lặng, không có tiếng trả lời của Bồ Tát. Vua nhìn hoàng hậu bảo nhẹ: Trẫm là đàn ông, không tiện đi vào sau rèm. Hoàng hậu thử đi vào phía trong xem tiên nữ có mặt trong ấy hay không. Hoàng hậu tuân lệnh vua, một mình rón rén bước vào phía bên kia bức màn thạch nhũ. Động trong êm mát và thâm nghiêm, nhưng lại tối hơn động ngoài. Định thần nhìn kỹ, hoàng hậu thấy đứng trên bệ đá một người con gái, tóc buông dài phía sau lưng, hai mắt bị khoét, hai cánh tay bị chặt cụt, máu đang chảy từng giọt xuống nền thạch động.
Bồ Tát Diệu Thiện đã hóa thân trở lại làm chú ba hồi còn 19 tuổi để cho hoàng hậu có thể nhận ra đó là con gái út của mình. Nhận được ra tiên nữ vốn là chú ba, hoàng hậu xúc động kêu lên một tiếng và ngã ra bất tỉnh. Nghe tiếng kêu, hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm lật đật chạy vào. Thấy hoàng hậu ngã lăn bất tỉnh, họ vội vàng chạy đến đỡ hoàng hậu dậy. Vua Diệu Trang cũng vội vã chạy vào. Hoàng hậu đã tỉnh, bà khóc lóc trong tay hai người con gái lớn. Nhận ra chú ba trong tình trạng không mắt không tay, vua cũng xúc động ôm mặt khóc. Vua đâu có ngờ là con gái út của mình vẫn còn sống sót, đã thoát được ra nước ngoài để tu hành cho đến thành Bụt thành tiên. Chú ba từ trên bệ đá cũng đã bước xuống. Chú mời mọi người ngồi trên những cái bệ đá, rồi chú kể cho cha, mẹ và hai chị nghe về cuộc đời tu học của mình. Vua rất lấy làm ân hận. Vua nói: cha đã lầm đường lạc nẻo, may nhờ có con tu hành đắc đạo nên không những đã cứu được mạng cha mà còn cứu được cả quê hương. Con ơi, vì lỗi lầm của cha mà nay con đã trở thành không mắt và không tay. Cha biết làm sao để cho con khôi phục lại hình hài như cũ. Nói xong, vua úp mặt trong tay mà khóc. Chú ba thưa: nếu phụ vương và mẫu hậu phát đại nguyện từ nay bỏ dữ làm lành, tinh tiến tu học để đoạn trừ phiền não và cứu độ chúng sanh, thì chắc là con sẽ khôi phục lại được hình hài như thuở trước. Nghe con nói như vậy, vua và hoàng hậu cùng quỳ xuống chắp tay và cúi đầu phát lời thề trọng đại. Vua trang trọng hứa: lạy chư Bụt trong mười phương, chúng con xin nguyện từ đây sẽ nỗ lực tu học để diệt lần tham lam, sân hận và si mê, và xin cố gắng hết sức để bảo vệ sự sống cho mọi người và mọi loài. Khi vua và hoàng hậu ngẩng lên thì phép màu đã hiển hiện. Công chúa Diệu Thiện đã khôi phục được hai mắt và hai tay, hoàn toàn lành lặn như 10 năm về trước. Cả bốn người mừng rỡ tới ôm lấy công chúa khóc. Sau đó công chúa trở về lại với hình thức sư cô và an tọa uy nghiêm trên bệ đá với tư cách một vị đại Bồ Tát đã chứng ngộ đạo màu. Vua, hoàng hậu và hai công chúa lớn thấy sự màu nhiệm này, vội đứng lên cung kính chắp tay kính lễ Bồ Tát và xin nguyện ở lại học đạo với Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiện trọn một năm trời trước khi lên đường trở về quê cũ. Tiếng đồn tại núi Hương Tích có người tu hành đắc đạo cứu độ được cho vô lượng vô số chúng sanh đã lan rộng từ tỉnh Hà Đông đến các tỉnh kế cận và lên tới kinh đô. Khắp nơi dân chúng bắt đầu kính thành niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Âm Hương Tích. Vua Lý Thái Tông nghe tin liền tổ chức một cuộc hành hương về viếng Đức Quan Âm tại Hương Sen. Vua chính là thái tử Lý Phật Mã của 10 năm về trước, người đã đưa lối chỉ đường cho sư cô Diệu Thiện về tu tại Hương Sơn. Vua đem theo rất nhiều bông sen trắng để cúng dường. Đó là vào mùa hè năm Đinh Tỵ. Nghe đồn vua đã được gặp mặt Bồ Tát Quan Âm Hương Tích để chiêm bái và nghe Bồ Tát thuyết pháp. Vua rất khâm phục đức độ, trí tuệ và hành động của Bồ Tát. Về triều, vua ban chỉ bố cáo với thần dân khắp xứ Đại Việt là một đức Bồ Tát Quan Âm đã tu hành đắc đạo ở nước Đại Việt. Danh hiệu của bà tại đây là Đức Quan Âm Hương Tích. Sau này, dân địa phương đã lập chùa trên núi Hương Tích và gọi chùa này là chùa Hương.